Bây giờ đến giờ chúng ta vào lớp. Hôm nay chúng ta có 2 tiết về bài tăng huyết áp. Tăng huyết áp á, thì có lẽ là một cái bệnh, nó gần như là cái bệnh xã hội phải không? Nó là xếp vào cái bệnh xã hội, mọi người đều biết cái bệnh này hết. Tuy nhiên á, thì chính vì nó cái tỷ lệ lưu hành nó nhiều quá, cho nên là cái việc chẩn đoán nghe có vẻ dễ nhưng mà lại hay bị chẩn đoán sai. Đấy, cái bệnh nào mà nó càng hay gặp chừng nào thì lại càng dễ chẩn đoán sai chừng nào, chẩn đoán lộn, chẩn đoán nhầm. Đấy, tụi em phải lưu ý như thế. Và cái chẩn đoán sai thì đương nhiên là điều trị sai, phải không? Cuối cùng là điều trị tầm bậy. Đấy, thành ra là tụi em phải lưu ý cái quy trình chẩn đoán cái tăng huyết áp này nó phải cũng tương đối chặt chẽ một chút, khắc khe một chút đó, thì để mình khỏi phải chẩn đoán nhầm, người ta không bị tăng huyết áp mà mình lại chẩn đoán tăng huyết áp. Chẳng hạn như vừa rồi là mấy người chích vaccine covid đó, thì cứ đo thì ai cũng tăng hết, thì chẳng lẽ để chẩn đoán như thế là cứ chẩn đoán người ta tăng huyết áp hết thì cũng không là đúng, phải không? Đấy. Như vậy nó thì em hiểu là chẩn đoán tăng huyết áp nó phải đúng quy trình chặt chẽ ha. Thế thì cái mục tiêu học tập hôm nay á, là chúng ta nắm được cái cơ chế bệnh sinh của tăng huyết áp. Bởi vì sao? Cái nhiệm vụ của bác sĩ á, thì không phải đơn giản là chỉ có đo huyết áp và thấy nó huyết áp 140 trên gọi như là hoặc và 90 trở lên thì gọi là tăng huyết áp. Nếu như vậy thì nó quá đơn giản phải không? Nó không không phải là gọi là bác sĩ nữa rồi. Thế thì cái cơ chế bệnh sinh này, cái quan trọng nó như nào? Khi mình nắm được cơ chế bệnh sinh đó, thì cái quá trình điều trị tăng áp mình sẽ chọn cái thuốc nó phù hợp với bệnh nhân. Mỗi người nó có một cái cơ chế bệnh sinh nó hơi khác một chút, và thường thì mỗi người nó có nhiều cơ chế nó kết hợp lại nó gây tăng huyết áp. Tuy nhiên thì cái cơ chế nào mà nó nổi trội á, thì mình phải điều trị theo cái cơ chế đó. Ví dụ thế này, ví dụ như cái người phụ, nhất là cái người nữ mà trẻ tuổi ấy, thì nó hay bị cái cơ chế cường giao cảm, phải không? Cường giao cảm, cho nên là mình điều trị thì mình dùng chẹm beta là có vẻ là nó sẽ kiểm soát áp tốt hơn, phải không? Còn những người mà bị bệnh thận á, hoặc là những người mà nam mà tuổi trung niên á, thì thường cái cơ chế tăng huyết áp của họ nó có liên quan đến cái genin angiotensin androgen, thì mình điều trị theo cái thuốc ức chế mang trường, ức chế thụ thể thì có vẻ nó phù hợp hơn, phải không? Những người già thì là nó bị tăng cái kháng trở mạch máu thì mình điều trị cái chạng kinh canxi với lợi tiếu thì có vẻ nó phù hợp hơn. Đó, ví dụ như thế. Đấy, như vậy là mỗi người nó có cơ chế khác nhau, thì mình phải thuộc lầu các cái cơ chế bệnh sinh của tăng huyết áp. Thứ hai thì phân độ, phân loại và phân nhóm nguy cơ, thì cái này thì nó cũng rất là đơn giản phải không? Phân độ thì tụi em nhìn vô cái bảng một phát là biết ngay. Phân độ theo Hội Tăng Huyết Áp Việt Nam hay là GNC 6, EC7 gì đó chẳng hạn phải không? Đấy, đấy. Và phân nhóm nguy cơ thì là phân nhóm nguy cơ thì cũng rất là đơn giản. Nguy cơ cao là nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp hoặc là nguy cơ rất cao phải không? Thì gồm những cái người như nào? Tiểu đường rồi là rối loạn mỡ máu rồi thì lớn tuổi rồi thì béo phì rồi vân vân đó. Và chẩn đoán tổn thương cơ quan đích thì cơ quan đích của nó là gồm có cái gì thì tụi em chắc cũng có thể là biết chút chút rồi phải không? Tổn thương khi mà tăng huyết áp thì nó tổn thương cơ quan đích thì gồm có tim, não, mắt rồi thận và mạch máu ngoài biên. Như vậy nó có 50 cơ quan đích. Tụi em cứ nhớ 5 cơ quan đích đấy là được. Rồi trình bày cách tiếp cận bệnh nhân tăng huyết áp thì đương nhiên là cái cách tiếp cận này thì nó cũng rất là khó, nó đòi hỏi phải có một kiến thức tổng hợp, rồi đòi hỏi phải có kỹ năng giao tiếp, cách tiếp cận trong y khoa. Thì cái bài này á, thì đáng lẽ đó là tôi dạy tụi em trong cái phần tiền lâm sàng, nhưng mà rất tiếc là
dịch bệnh chưa dậy được cái phong tiền lâm sàng, và rồi em cũng nắm được các cái nhóm thuốc điều trị phải không, đó cơ bản. Còn cái phần điều trị mà cụ thể thì là bệnh lý ba thì tụi em sẽ được học nha. Rồi nhưng mà trước khi vào bài á, thì chúng ta nắm được cái tỷ lệ cái tình hình dịch tễ của tăng huyết áp đấy. Thì cái tăng huyết áp này á, nó phổ thông, nó nhiều như thế nào mình nắm cái dịch tễ của nó quan trọng lắm nha. Những cái bệnh hiếm gặp thì nó khác, còn những cái bệnh này bệnh nó bệnh mang tính chất xã hội mà nó quá nhiều, cho nên là mình phải nắm cái dịch tễ nó để mình có cái hình dung khi mình tiếp cận bệnh, nó có những cái nó sẽ nhanh hơn, tốt hơn và nó có tính chất cộng đồng hơn. Thì tụi em thấy là cái tuổi huyết áp thì đương nhiên nó tăng theo tuổi rồi phải không? Đấy, thấy nó tăng giờ 80 tuổi rồi, có khi là tới 65% bị tăng huyết áp. 60 đến 69 là 54% bệnh nhân bị tăng huyết áp. Rồi. Đây là những cái con số mà huyết áp nó tăng theo năm của ở Việt Nam mình, mấy cái nghiên cứu được công bố này chủ yếu là ở Viện Tim mạch Việt Nam công bố. Năm 60 thì do giáo sư Đặng Văn Trung chủ trì nghiên cứu thì tỷ lệ huyết áp có 1% thôi, mãi đến năm 2002 thì tới 16,3%. Điều đó chứng tỏ là cái tăng huyết áp nó cũng tăng theo thời gian rất là. Như vậy là bệnh tăng huyết áp là một cái bệnh mà nó liên quan đến cái thứ nhất là do yếu tố gia đình cũng là một cái nhé. Thứ hai nữa thì do yếu tố môi trường, từ cái chế độ ăn uống cho đến cái lối sống phải không? Đấy, thì nó cũng làm cho huyết áp mình tăng rất là dữ dội. Ừ, cái cuộc sống mà căng thẳng rồi mất ngủ phải không? Mất ngủ nó cũng tăng huyết áp đấy chứ không phải đùa. Tụi em biết tại sao không? Do cái nhịp sinh học của mình phải không? Ban đêm mà tụi em ngủ một giấc ngon lành thì cái cortisol rồi những cái hormone tăng trưởng rồi những cái hormone catecholamine đồ hả, ban đêm nó sẽ xuống 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 2-3 giờ sáng thì huyết áp của tụi em nó xuống, có khi còn là 90 trên 60 thôi đó. Huyết áp ban đêm bao giờ nó cũng thấp hơn huyết áp ban ngày rồi, cũng 10% trở lên đấy. Đấy là người bình thường. Những cái người mà ban đêm mà mất ngủ thì nó làm cho đảo ngược cái nhịp sinh học phải không, nó cũng gây ra một cái hiện tượng tăng huyết áp, đặc biệt là tăng huyết áp buổi sáng phải không? Dễ gây tai biến. Rồi thế cơ cơ chế bệnh sinh à, bây giờ cái phần này thì mình cũng cũng không đòi hỏi phải thuộc lòng nhưng mà phải hiểu. Thế thì huyết áp thì bằng cung lượng tim mà nhân cho sức cản ngoại vi. Đấy, cung lượng tim thì bằng tần số tim mà nhân thể tích nhắc bóp. Sức cản ngoại vi thì bằng 8 mà nhân cho chiều dài động mạch, độ quánh của máu và bán kính của động mạch. Chia cho R nhân và nhân cho pi mà nhân cho coi như là đường kính mũ 4, R pi thì bằng 1,3,1416 hả? Thế thì qua cái công thức này thì mình hình dung như nào nè. Thứ nhất là nếu mà cái chiều dài động mạch mà nó càng dài chừng nào ấy thì cái huyết áp nó dễ cao hơn nãy đúng không? Nhưng mà cái chiều dài động mạch của mình sinh ra thì nói chung là nó cũng đâu có phát triển được nữa đâu phải không? Cho nên cơ bản là nó cố định, nó gần giống như một hàng số. Đấy. Cho nên những cái người mà mập béo thì đương nhiên là cái hệ mang mạch của họ nó phát triển rất là rộng dài, cho nên là cái chiều dài của cái hệ mạch này nó hơi lớn hơn, cho nên nó cũng là một cái yếu tố nó làm cho cái sức cản ngoại vi lớn đấy, và cái động huyết áp nó dễ cao hơn phải không? Bữa trước tôi có phân tích tụi em một lần là cái người béo phì tại sao huyết áp nó dễ lên là sao? Thứ nhất là cái chiều dài của động mạch nó cũng lớn hơn cái người gầy chứ. Bởi vì nó có cái hệ mao mạch, động mạch ở trong đó có cả mao mạch đấy. Cái hệ mao mạch đó, cho nên cái L này nó rất là lớn. Thứ hai nữa thì những người béo mập ấy thì cái thể tích máu, cái thể tích tuần hoàn hiệu quả trong cơ thể mình nó lớn hơn cái người gầy phải không? Bởi vì cái thể tích máu trong cơ thể mình thì nó tính theo ký mà. 7 đến 80 ml máu trên 1 kg thì những người mập thì nó cái thể tích máu nó rất là lớn. Ví dụ như cái người 100 kg thì là cái thể tích máu của họ là độ khoảng 7 đến 8 lít. Còn cái người 50 kg thì có 3,5 lít thôi. Thì đương nhiên là cái cung lượng tim sao nó phải lớn chứ.
À, cái thể tích máu mà nó lớn như thế thì cái tim nó phải, cái thể tích nhắc bóp của nó phải lớn thì đương nhiên là cái cung lượng tim nó phải lớn, cộng với cái chiều dài cái L của động mạch của cái người mập á, thì bao giờ nó cũng 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 dài hơn cái người gầy, thì đương nhiên là cái huyết áp nó dễ lên hả. Đấy, bởi vì cái người gầy với cái người mập thì cơ bản là cái kích thước của trái tim nó cơ bản là nó cũng không khác nhau là bao nhiêu. Rồi thứ hai là cái độ quánh của máu thì sao, những cái độ quánh của máu mà nó tăng cao thì cũng dễ gây tăng huyết áp. Ví dụ những người nào độ quánh của máu cao nào, ví dụ những người mà thứ nhất là cái đạm mà nó tăng quá, nó cũng tăng độ quánh đúng không. Những người mà ăn uống sang trọng quá, mà không phải sang ngồi sang trọng thì cũng đúng, mà gọi là phàm ăn thì đúng hơn, ăn thịt từ sáng đến tối ngày nào cũng các loại thịt đưa vô trong cơ thể mình, thì đương nhiên là cái độ cái đạm nó tăng cao thì nó tăng độ quánh của máu phải không. Thứ hai là gì, những người mà đa hồng cầu này, ví dụ như là cái hemoglobin nó quá cao phải không, nó tới 18 gram decilit trở lên, HCT thì 50 trở lên phải không, thì cái độ quánh của máu nó cũng rất là lớn, cho nên nó dễ sinh bệnh tăng tăng huyết áp. Đấy, và cái bán kính của động mạch thì nó nhỏ thì nó cũng dễ gây tăng huyết áp này. Cái bán kính của động mạch nó nhỏ thì cái sức cản ngoại vi nó lớn, thì cái bán kính của động mạch đó thì do cái quá trình xơ vữa động mạch nó gây hẹp động mạch, nó làm cho tăng, nó làm cho giảm cái bán kính của động mạch xuống, thì dẫn đến sức cản ngoại vi nó lớn thì nó cũng gây ra tăng huyết áp. Đấy, như vậy tóm lại là gì, xơ vữa động mạch này, đa hồng cầu này, đấy, và tăng cung lượng tim, đấy, những cái thứ đấy nó gây tăng huyết áp. Đấy, như vậy là từ đấy mình mới hiểu được cái cơ chế bình sinh của tăng huyết áp, thì mình sẽ có cái hướng giải quyết. Tôi ví dụ thế này nhé, tôi ví dụ như những người mà đa hồng cầu phải không, những người đa hồng cầu thì nó gây tăng huyết áp mà nó dễ gây suy tim, thì mình điều trị thì sao, nếu mà hồng cầu cao quá thì mình có thể mình gây rút máu phải không, lâu lâu phải đi hiến máu nhân đạo được phải không, hiến một đơn vị máu, hai đơn vị máu luôn. Đấy, rồi còn những người mà bị xơ vữa động mạch như người già thì nó hẹp cái bán kính động mạch này, thì nó dễ gây ra cái tăng kháng trở ngoại vi, nó cũng tăng huyết áp. Rồi những người béo phì thì nó tăng cung lượng tim nhiều phải không, thì đương nhiên lúc đấy mình sao, mình dùng những cái thuốc giảm cung lượng tim, thì đấy là muốn giảm cung lượng tim thì giảm tần số tim, giảm thể tích nhắt bóp, thì giảm tần số tim thì mình dùng gì, chạng beta đúng không. Những người béo phì thì mình dùng chạng beta, rồi thì mình nó tăng cung lượng tim thì mình dùng lợi tiểu phải không, dùng một chút lợi tiểu thì nó sẽ giảm được cái cung lượng tim và giảm được tần số tim. Dùng dùng chạng beta thì giảm tần số tim, mà dùng dùng lợi tiểu thì nó hơi giảm cung lượng tim một chút. Thế thì cuối cùng là những người béo phì thì những cái thuốc huyết áp mà có vẻ nó hợp lý nhất thì mình dùng, nếu theo cơ chế bệnh sinh thì mình dùng chạng beta rồi dùng một chút lợi tiểu. Đây, ví dụ như thế. Như vậy là nếu mình có hiểu cái cơ chế bệnh sinh này thì mình suy luận ra cái cách điều trị tăng huyết áp, ở những cái đối tượng này thì dùng thuốc nào, đối tượng kia thì dùng thuốc nào, thì mình suy luận ra thì mình cũng có thể mình dùng được những cái thuốc nó phù hợp với cái đối tượng mình tăng huyết áp, chứ không phải mà mọi người tăng huyết áp đều điều trị giống nhau nhé. Đấy. Đấy, như vậy tụi em thấy cái cơ chế bệnh sinh nó quan trọng chưa nào, rất là quan trọng đúng không. Ngoài ra thì sau này tụi em sẽ được học nhiều vấn đề, chẳng hạn như người đái đường thì nên chọn thuốc nào, người suy tim thì nên chọn thuốc nào, người bệnh thận thì nên chọn thuốc nào. Đấy, nó còn thêm cái chỗ đấy nữa đấy, cho nên là mình phải hiểu hết các ngóc ngách của nó thì mình chọn cái thuốc điều trị tăng huyết áp nó mới phù hợp và nó mới kiểm soát huyết áp tốt bệnh nhân được nha. Đấy, và bây giờ chúng ta đi lần lượt vào một số cái cơ chế bệnh sinh. Thì trong cái tăng huyết áp thì nó có nguyên phát và thứ phát, đây phải nói thôi, nguyên phát đây và thứ phát. Thì nguyên phát là gọi là vô căn, mà nó gọi vô căn thì đó chẳng qua là gọi gọi theo cái kiểu bất lực, chứ còn đúng ra là gọi là tăng huyết áp mà không rõ nguyên nhân chiếm trên 90%. Mình khoa học mình nó hay có cái gọi là khi mà không tìm ra nguyên nhân gì ấy, thì cứ gọi là vô căn. Đấy, đó là không có đúng nha. Thực ra mình không tìm, mình không biết nguyên nhân gì thì mình bó tay, thì mình kêu nếu mà khiêm tốn thì mình nói là tăng huyết áp không rõ nguyên nhân chiếm trên 90%, còn tăng huyết áp có nguyên nhân có nghĩa là thứ phát thì dưới 10%. Đấy, tụi em thấy chưa, điều đó chứng tỏ sao, chứng tỏ khoa học gần như bất lực tới 90% phải không. À, cơ chế bệnh sinh của tăng huyết áp nguyên phát có nghĩa là tăng huyết áp mà không rõ nguyên nhân
mà đã không rõ nguyên nhân rồi á, thì cơ chế bệnh sinh của nó thì chẳng quá là mình cũng cũng đoán mò mà thôi nhé. Đấy, cũng là đoán mò mà thôi, bởi vì đã không rõ nguyên nhân thì làm gì có thể nói năng hoành tráng được với ai, phải không? Mình đoán mò thôi, nhưng mà đoán mò nó cũng có hiệu quả hết đó tụi em ạ. Cho nên bây giờ tôi sẽ đoán mò như sau nhé. Thứ nhất là do di truyền, thì bố mẹ mà tăng huyết áp thì đẻ con thường là bị tăng huyết áp rất là sớm, 35 tuổi trở lên là huyết áp nó thường hay cao. Nếu mà bố mẹ mà tăng huyết áp khoảng sau 35 tuổi, tức là tăng sớm, tăng có là khoảng 35 cho đến 55 65 gì đấy, thì thường thì con nó cũng tăng huyết áp theo. Nhưng mà người ta cũng chưa có tìm ra cái gen tăng huyết áp, cho nên là người ta cũng bỏ tay, đúng không? Người ta đoán mò là có thể là do di truyền. Thứ hai là ăn mặn. Thì những người ăn mặn á thì tăng huyết áp thì chuyện đó nó cũng dễ hiểu thôi, như đâu phải muối nó vào cơ thể mình, nó gây giữ nước, tăng thể tích tuần hoàn, tăng cung lượng tim là một. Thứ hai, muối nó tăng cái nhạy cảm cái catecholamine trên thành mạch, cho nên nó làm cho dễ bị co mạch. Muối nó tăng cái độ nhạy cảm của adrenaline và noradrenaline, catecholamine nói chung. Tăng hoạt tính giao cảm. Tăng hoạt tính giao cảm thì những người nào thì dễ bị tăng hoạt tính giao cảm? Ví dụ như những cái người mà trẻ trẻ này. Thứ hai là tính tình thì hay nóng nảy này, đúng không? Đấy, cái tính mà nóng nảy như tính tôi nó cũng hay dễ dễ bị tăng hoạt tính giao cảm. Đấy, những người nói chung là nóng tính rồi nóng nảy, rồi những cái người mà hay lo âu sợ hãi, rồi nói chung là những cái người mà nó không có tự tại, đúng không? Nói cho đúng đó là gọi là không có điềm đạm á, thì nó dễ tăng cái hoạt tính giao cảm. Thì hoạt tính giao cảm thì chính là cường giao cảm đó thôi, gì đâu, phải không? Rồi, thế thì những người này á thì mình điều trị thì sao? Thì mình điều trị thì đương nhiên là chẻm beta, thì chẻm beta giao cảm là cái thuốc mà atenolol, rồi thì beta lóc dốc rồi đấy, phải không? Rồi metoprolol rồi đấy, thì những cái thuốc đấy là cái thuốc điều trị rất là hiệu quả ở những cái người như thế này. Tăng kháng lực mạch máu thì nãy nói đấy, kháng lực mạch máu thì nó phụ thuộc vào cái chiều đường kính động mạch, rồi thì là coi như là độ quánh của máu được cả thứ đấy. Thế thì những người già thì nó hay bị tăng kháng lực mạch máu là vì sao? Vì người ta bị xơ cứng mạch máu, nó làm hẹp lòng mạch, đúng không? Đấy, nó tăng kháng lực mạch máu. Và những người đa hồng cầu, tăng độ nhớt của máu đó, nó cũng làm cho tăng kháng lực mạch máu. Thì tăng kháng lực mạch máu thì mình dùng những cái thuốc nào thì có vẻ hiệu quả, phải không? Thì thường thì cái thuốc chèn cân canxi đấy, chèn cân canxi là ví dụ như amlodipine này, phải không? Rồi đó là nifedipine, rồi felodipine, rồi các thứ đấy, nó cũng rất là hiệu quả trong cái trường hợp mà mình đang tăng kháng lực. Thế rồi đó là cái hệ RAA, renin angiotensin aldosterone. Thì cái renin angiotensin aldosterone này á, thì nó tăng cái hoạt động của cái hệ này lên, thì nó dễ gây tăng huyết áp. Thì những cái đối tượng nào là hay hay bị cái này? Tụi em biết renin là do tổ chức cảnh cầu thận nó tiết ra, phải không? Khi mà máu đến thận không đủ, nó có cái dấu hiệu nghi ngờ thiếu máu thận do co mạch thận hay do như thế nào đấy, thì cái renin tổ chức cảnh cầu thận nó tiết ra, rồi nó làm cho cái angiotensin ở gan nó chuyển hóa thành angiotensin một, nhờ cái men ức chế men chuyển, đúng không? À, nhờ cái men chuyển á, cái men chuyển nó làm cho nó chuyển thành angiotensin một, rồi angiotensin một nó chuyển thành angiotensin hai, rồi nó tác động lên cái aldosterone, nó gây giữ muối nước và nó gây co mạch và nó gây tăng huyết áp đấy. Thế thì những cái đối tượng nào nó hay 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 hoặc tăng hoặc tính cái renin angiotensin aldosterone này, thì những cái đối tượng ví dụ như là những cái đối tượng thứ nhất là bệnh thận, phải không? Những cái đối tượng mà bệnh thận nó cũng hay tăng cái này. Thứ hai là những cái đối tượng mà hút thuốc lá, phải không? Hút thuốc lá thì nó co mạch, phải không? Nó co mạch thì nó sẽ làm cho cái renin nó tăng tiết ra, rồi nó tăng tiết angiotensin 1 nó chuyển thành angiotensin 2 và nó tăng tiết aldosterone. Cho nên những người hút thuốc lá nó cũng tăng cái renin angiotensin aldosterone. Rồi những cái người nói chung là nam mà trẻ trẻ thì nó hay, hay hay tăng cái này hơn hơn những người già. Những người già thì nó cái hệ này có vẻ nó hoạt động cũng yếu lắm. Là lý do là người già thì cái receptor nó bị trơ, với lại mấy cái angiotensin này nó cũng ít hoạt động hơn. Cho nên người người già, tụi em để ý người già mà mình dùng cái ức chế men chuyển, nó kiểm soát cái áp rất là kém nha.
tụi em dùng ví dụ mấy cái ông già là 70-80 tuổi mà em dùng cái Enalabrin là Covaxin này nọ, tụi em dùng nó giống như gãi ngứa, nhiều lúc cũng chả hạ được không, mà tụi em phải kết hợp thêm cái chèn cân canxi vô nữa hay chút lợi tiểu vô nữa thì nó vài hôm thì huyết áp nó xuống rất là đẹp đấy, lưu ý. Thế rồi cái vai trò của nội mạc phải không, vai trò của nội mạc có nghĩa là cái tế bào nội mạc lốt bên trong động mạch á, thì cái tế bào nội mạc nó tiết ra mấy cái chất co mạch và giãn mạch. Cái tế bào nội mạc là một trong những cái loại tế bào có thể nói là nó quan trọng trong cái vấn đề bình mạch máu vô cùng, thì nó tiết ra cái prostaglandin rồi ấy là oxit nitrit đủ thứ chuyện hết phải không đấy, endothelin rồi các thứ. Thế thì cái tế bào nội mạc này nó quan trọng lắm, thành ra là nếu mà mình dùng những cái thuốc mà nó tổn thương nội mạc chẳng hạn như là nonsteroid phải không, rồi đấy, một số thuốc ngừa thai rồi nó cũng có ảnh hưởng nội mạc đó. À, đấy thì nó làm cho dễ bị tăng huyết áp, bởi vì cái tế bào nội mạc này nó không tiết ra cái chất giãn mạch nhiều mà nó toàn tiết ra các cái chất co mạch thì đương nhiên là gây tăng huyết áp rồi đúng không đấy. Và có một số thuốc nó lại bảo vệ nội mạc đấy, nhưng mà phải hiểu những cái thuốc nào là bảo vệ nội mạc mạch máu mình. À, những cái thuốc ví dụ như là ức chế men chuyển là đương nhiên là một trong những thuốc cũng bảo vệ nội mạc nhá, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể này, rồi thì là cái thuốc ví dụ như thuốc statin, atorvastatin, rosuvastatin đấy, những cái thuốc đó nó cũng bảo vệ nội mạc. Cho nên thực tế mà nói thì ví dụ như là cái thuốc mỡ máu đấy nó cũng có tham gia trong cái cơ chế hại huyết áp chứ không phải đơn giản. Cho nên tụi em nếu tụi em không học cái này tụi em làm sao mà biết được là cái thuốc mỡ máu cũng có khi nó cũng có tham gia chút chút trong cái cơ chế hạ huyết áp, là vì sao, là vì nó bảo vệ lớp nội mạc của mạch máu đấy, thấy chưa. Cho nên tụi em phải hiểu được cái cơ chế này thì tụi em khi mà tụi em điều trị một cái bệnh nhân tăng huyết áp hay là tụi em đọc một cái đơn tăng huyết áp là tụi em có một cái hình dung rất là tốt đấy, tụi em hiểu được. Cho nên là khi mà tôi kê một cái đơn thuốc huyết áp hay là một cái đơn thuốc bệnh tim mạch nói chung đưa ra ngoài nhà thuốc bán á, thì mấy cái cô mà dược tá mà bán thuốc mà mấy cô đó thì học 6 tháng ra bán thuốc mà, cho nên nhiều lúc không hiểu nổi được cái đơn thuốc. Cho nên là cứ nhiều lúc rồi cứ ô cái thuốc này thì đâu có chữa cái này, thuốc kia thì chữa cái kia chứ đâu này, cho nên làm cho bệnh nhân nó hoang mang. Cho nên là tụi em học xong cái bài này rồi tụi em sẽ có cái hình dung là cái thuốc nó rất chi là phức tạp và nó rất chi là hay. Đấy. Đấy, như vậy là còn ngoài ra những cái cơ chế linh tinh khác á, thì nói chung là người ta cũng chỉ là phỏng đoán thôi hả, thì sau từ từ mình sẽ phân tích thêm, nhưng mà những cái cơ chế trên đây là những cái cơ chế có thể nói là nó góp phần áp nguyên phát, và người ta cũng thấy rằng là mỗi bệnh nhân là nó có nhiều cơ chế, nó gọi là multi factor đấy hả, nhiều yếu tố nó tác động chứ không bao giờ một yếu tố tác động. Và đặc biệt là khi mình tức là trong nhiều yếu tố tác động thì trong đó có một cái yếu tố nó hơi quan trọng hơn, nó chỉ gọi là chủ mưu. Chẳng hạn như ở những người trẻ tuổi phải không, thì tính tình thì hay lo lắng hay nóng nảy phải không, thì đương nhiên người ta cái hoạt tính giao cảm này có vẻ là hơi hơi nổi trội. Tuy nhiên thì cái kháng lực mạch máu nó cũng phải tăng chứ, làm sao nó không tăng được, bởi vì khi mà cái hoạt tính giao cảm nó tăng lên thì nó co mạch thì lập tức cái kháng lực mạch máu nó tăng theo. Rồi là khi mà nó co mạch thì máu nó đến thận không không đủ hay là nó bị hơi thiếu máu thận một chút thì lập tức cái hệ renin angiotensin aldosterone nó cũng tiết ra chứ đấy. Thế thì tóm lại là gì, một bệnh nhân tăng huyết áp thì bao giờ nó cũng có nhiều cơ chế tác động, tuy nhiên thì trong đó nó có những cái cơ chế nổi trội. Thế thì mình khi mình điều trị thì mình chọn những cái thuốc mà nó đánh vào cái cơ chế nổi trội mạnh hơn thì nó sẽ làm cho tốt hơn. Đấy, như vậy là tụi em hiểu được cơ chế bệnh sinh tăng huyết áp nguyên phát rồi. Còn tăng huyết áp thứ phát á thì cái cơ chế bệnh sinh của nó thì nó rõ ràng ràng là nó rõ ràng rồi thì thôi, thì cái chuyện đó thì mình rất là dễ hiểu chứ chả cái gì phải không? Nó có nguyên nhân rõ ràng. Thì ví dụ như gì, cái hội chứng ngưng thở khi ngủ thì nó cũng có thể gây tăng huyết áp. Đấy, những cái người có cái cổ mà to to đó rồi các cái hầu họng lưỡi gà rồi thanh quản khí phế quản rồi cả thứ, nó bị khi mà mỗi lần thở thì đêm mà thở thì nó hay hay bị
nó hay gây ngáy đấy, phải không? Nó ngáy, và các cái lúc mà đóng cái nắp thanh mồm này có nhiều lúc nó bít, nó làm cho cái đường thở nó dễ bị hẹp, phải không? Do nó mềm rồi nó sẽ dễ gây hẹp, đặc biệt là cái tư thế ngủ nằm nó cũng dễ gây ra, dễ bị gây ra cái hẹp cái đường thở trong lúc ngủ, và thậm chí nó tắc luôn, nó làm cho cô như tự nhiên đột ngột thở không được luôn, là bung dậy. Thì những cái người này nó dễ gây ra thiếu oxy máu, nó gọi là hypoxia. Và những người này thì hay có cái béo phì, rồi hay rồi thiếu oxy máu, nó co mạch, rồi nó dễ gây ra tăng kháng trở mạch máu, nó dễ gây tăng huyết áp. Rồi là có người thì có một số thuốc nó liên quan, phải không? Rồi có nhiều cái thuốc nó liên quan đến tăng huyết áp thứ phát, phải không? Thì tụi em cũng phải lưu ý. Thì là nhiều người ví dụ như là uống một số thuốc như corticoid, phải không? Prednisolone rồi đấy, nó cũng tăng huyết áp, nhưng mà thường phải uống ở liều cao, mà uống phải 4 5 ngày trở lên bắt đầu nó mới tăng. Cho nên tụi em trong quá trình điều trị bệnh nhân á, bệnh nhân tăng huyết áp á, tụi em cho corticoid mà liều nó thấp thấp hoặc liều trung bình 20 mg prednisolone rơi xuống á, mà trong vòng 5 ngày á thì cái huyết áp nó không có ảnh hưởng đáng kể đâu nhé, tụi em đừng có lo. Bởi vì liều trung bình mà cho ngắn ngày thì nó huyết áp nó không có ảnh hưởng đáng kể, cho nên tụi em cho được. Còn liều cao mà cho độ khoảng 2 3 ngày trở lên thì bắt đầu nó mới gây tăng huyết áp. Đấy thì cái corticoid nó như thế. Rồi ví dụ như là mấy cái thuốc nông sét, phải không? Nông steroid ví dụ như là meloxicam rồi diclofenac rồi rồi vân vân đấy, phải không? Ibuprofen thì nó cũng làm cho tổn thương nội mạc, rồi có thể nó gây thì co cái động mạch vào ở thận, nó gây ra giảm máu thận, tăng tiết renin angiotensin đấy, nó có thậm chí nó có thể gây suy thận nữa đó khác, rồi nó có gây tăng huyết áp đấy, nó cái cơ chế của nó cũng rất là nhanh. Cho nên là rồi phụ nữ mà uống thuốc ngừa thai, phải không? Phụ nữ uống thuốc ngừa thai nó cũng hay tăng huyết áp hết đó. Cho nên có nhiều cô là mới có 25 tuổi mà đến khám bệnh tôi thì kêu là em bị tăng huyết áp của em 160 đến 90. Đấy. Thế thì tôi nói thế lý do là có đang uống thuốc ngừa thai không? Thì chị nói em vừa cấy thuốc ngừa thai. Đấy, tụi em biết bây giờ thuốc ngừa thai nó có cấy vào nó phóng thích 3 tháng đấy. Cấy thuốc ngừa thai thì đương nhiên huyết áp nó phải lên rồi chứ, đúng không? Đấy. Thành ra là tôi thì chịu khó hết thời hạn cấy thuốc ngừa thai thì huyết áp nó xuống thôi, không? Bệnh thận mãn tính thì đương nhiên là bệnh thận, mà nhất là bệnh cầu thận, và bệnh cầu thận là một cái bệnh nó tăng huyết áp ghê lắm đó. Viêm cầu thận. Chứ còn bệnh thận mà bệnh sỏi thận thì nó cũng ít 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 tăng hơn, nó cũng không không tăng mấy. Hoặc là viêm thận mô kẽ, viêm thận bế thận mãn tính. Đấy, nhiễm trùng rồi đấy thì nó cũng ít tăng. Bởi vì sao? Tại sao bệnh cầu thận nó tăng huyết áp mà bệnh viêm thận kẽ rồi viêm thận bế thận nó ít tăng? Bây giờ các em nào biết không, tôi tương tác một tí cho nó khí thế chứ. Tôi nói chuyện ông mình biết thế này tự nhiên tôi thấy nó cô đơn quá. Nào em Thảo Nguyên sẽ nào, mời em Thảo Nguyên. Dạ có em ạ, có em ạ. Rồi, thế thì em có biết tại sao bệnh bệnh cầu thận thì nó hay tăng huyết áp, mà bệnh 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 thận mô kẽ là viêm thận bế thận rồi các thứ thì nó lại không ít ít khi tăng huyết áp, em có biết tại sao? Thì mình cứ đoán thử đi, nói được được không được thì thôi, đâu có gì đâu nha. Em không biết thì ạ. Không biết phải không? Rồi hỏi em thứ hai, em Lê Xuân Bách xem này. Dạ em nghe thầy. Thưa Ừ, thầy, đối em với biết bệnh tại sao cái bệnh cầu thận thì nó hay tăng huyết áp, mà bệnh 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 thận mô kẽ rồi hoặc là mấy cái bệnh viêm bế thận rồi cầu rồi các thứ nhiễm trùng rồi thì nên thận rồi nó ít ít tăng huyết áp. như thế là do đối với bệnh cầu thận thì là nó cái chức năng lọc nó giảm á, nên là lúc đó thì khả năng đào thải, ví dụ như đào thải các một số chất như là natri đồ thì nó giảm, thì nó sẽ gây ứ natri, thì nó gây tích nước, gây dẫn đến là tăng cái dẫn đến tăng huyết áp, hoặc là ví dụ như là nó đào thải không có được, nó lọc nước không được nhiều thì lúc đó cũng gây ứ lại, thì ứ dịch thì cũng gây tăng huyết áp. Ừ. Thôi cảm ơn em. Thôi được, cảm ơn.
Nói chung là cái cầu thận, là em biết cái cầu thận là nó cái tổ chức cạnh cầu thận là nó có cái, nó tiết ra renin, angiotensin, aldosterone mà. Như vậy là khi mà cái cầu thận mà nó bị tăng áp lực, hay là nó bị sơ hóa, hay nó bị giảm tưới máu, đó là giảm áp lực cầu thận, hay là giảm mức lọc cầu thận, bất kỳ một cái lý do gì mà tổn thương cầu thận thì lập tức là cái tổ chức cạnh cầu thận thì nó sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Cho nên nó tăng tiết ra renin, bởi vì renin là nó tổ chức cạnh cầu thận mà. Chứ còn mô kẽ thì nó đâu có nằm cạnh cầu thận đâu, cho nên nó tổn thương thì nó cũng đâu ảnh hưởng gì đâu. Giống như hàng xóm láng giềng mà bị hỏa hoạn thì cái thằng nhà bên cạnh nó mới nguy hiểm chứ. Thế thì nó mới tiết ra renin, rồi sau đó nó mới tác động lên angiotensin, aldosterone nhé. Rồi như vậy tụi em nhớ nha, bệnh cầu thận thì hay tăng huyết áp, chứ còn bệnh mô kẽ thì ít hơn, không 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 ít ít ảnh hưởng. Cho nên mà bệnh cầu thận á, thì nó có cái đặc điểm là nước tiểu của nó xét nghiệm là nó có trụ hồng cầu, rồi thì có protein niệu rất là cao, protein niệu 2-3 gram lít phải không, hoặc là gram trên 24 giờ đấy, chứ không phải nó gram gram 24 giờ thì đúng hơn, gram lít thì nó phải quy đổi ra. Như vậy là bệnh cầu thận là nó cái đạm niệu nó rất là cao, nó phải 2-3 gram. Còn nếu mà nó trên 3,5 gram trên 24 giờ thì gọi là hội chứng thận hư đấy, đúng không? Đây, hẹp động mạch thận thì đương nhiên nó cũng gây tăng huyết áp rồi, đúng không? Hẹp động mạch thận thì đương nhiên là máu đến thận không đủ thì nó gây tăng huyết áp thôi. Nó gây rền, nó tăng tiết renin, angiotensin, aldosterone, phải không? Cường aldosterone nguyên phát. Ăn cường aldosterone nguyên phát. Thì cái bệnh con, hội chứng con đấy, aldosterone là nó là cái nội tiết tố trong cái thượng thận, phải không? Vỏ thượng thận. Vỏ thượng thận thì nó gồm có là aldosterone, rồi là androgen, rồi cortisol, đúng không? Thì khi mà cái aldosterone mà nó tăng tiết ra thì nó sẽ làm cho giữ muối nước và tăng thải kali, cho nên bệnh nhân sẽ tăng huyết áp và giảm kali trong máu. Cho nên khi mình thấy bệnh nhân tăng huyết áp mà có giảm kali trong máu thì mình coi chừng là do cường aldosterone nguyên phát. Nhưng mà tụi em thấy kali nó quan trọng, cho nên trong cái cao huyết áp á, người ta hay 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 bắt mình xét nghiệm kali máu đấy, tụi em có nghe không? Trong trong cái chỉ định trong xét nghiệm của tăng huyết áp là buộc phải có kali máu. Rồi dùng corticoid kéo dài và hội chứng cơ sinh thì dễ rồi, phải không? Hội chứng cơ sinh do thuốc, dùng corticoid lâu ngày thì cái mặt nó to ra, mặt tròn như mặt trăng, rồi thì mỡ thì tích tụ ở những nơi không đáng tích, chẳng hạn như là mông, à không phải mông, mông thì đã tốt, nó tích ở bụng, rồi nó tích ở ở dưới cái ở mặt, phải không? Ở mặt đấy, ở cổ, cho nên là những cái nơi mà người ta muốn gầy đi thì nó lại tích mỡ đấy, cho nên cuối cùng cái bụng thì rất là to mà cái mông thì rất là tốt. Rồi đó là cái cơ thì nó teo cơ một số nơi không? Đấy. Nhất là mấy, nói chung là nó ảnh hưởng đến cái protein, chuyển hóa protein ở cơ. Thì cái hội chứng cơ sinh do thuốc này thì những cái người mà ví dụ như là bị hen suyễn, rồi hay dùng corticoid á, viêm đa khớp dạng thấp, viêm khớp, viêm khớp thì đấy. Rồi hội chứng cơ sinh không phải do thuốc thì có thể là do các cái u thượng thận nó tăng tiết ra cái cortisol, nó cũng gây ra cái hội chứng cơ sinh. Đó, rồi bệnh cơ sinh thì do tuyến yên nó tăng tiết ACTH ra, vân vân đấy. Rồi u tủy thượng thận thì nó cũng u tủy thượng thận là cái tuyến thượng thận thì gồm có vỏ và tủy, phải không? Vỏ thì nó tiết ra cortisol, androgen, tức là testosterone ấy, và cái androsterone. Còn tủy thượng thận là nó tiết ra catecholamine gồm có noradrenaline, adrenaline và coi như là dopamine. Thì cái tủy thượng thận nó tiết ra cái chất đấy, nó gây ra co mạch và tăng huyết áp. Nó gọi là thuốc, cái thuốc vận mạch người ta sản xuất từ cái chất đó, phải không? Catecholamine. Thế thì những cái bệnh nhân mà u tủy thượng thận thì cơ tự nhiên cái tuyến thượng thận nó giải phóng ra một cái lượng noradrenaline và adrenaline rất là lớn, cho nên nó làm cho nhịp tim nhanh thiệt nhanh, có các khi cả 150, 160 lần đến phút, và huyết áp là lên tới 200. Bệnh nhân chóng mặt, rồi
đó mặt rồi hồi hộp đánh trống ngực rồi nhịp tim nhanh huyết áp cao. Sau đó thì bệnh nhân gọi là cơn tăng huyết áp cấp cứu, sau đó nó vào thì mình dùng chạng beta rồi ra pha mấy cái thuốc mà chạng beta đấy là nó xuống ngay, thường là nó xuống, nó chạng beta nó chạng cái catecholamine mà đấy. Nhưng mà nó có cái bệnh u tý thượng thận này thì tôi cũng có gặp vài trường hợp rồi, nó có cái đặc điểm thế này nè, nó phóng thích ra từng cơn, cho nên bệnh nhân thường thì nó có những cái cơn tăng huyết áp sau đó tự nhiên nó bình thường trở lại nhé, có khi nó bình thường trở lại không có việc gì, tự nhiên đùng đột ngột phát cái tự nhiên nó tim đập nhanh, huyết áp nó lên cao thiệt cao, mặt nóng bừng lên rồi á là hồi hộp rồi các thứ. Thì những cái trường hợp như vậy á thì mình cho xét nghiệm cái acetylcholine nước tiểu này vào, rồi chụp CT siêu âm CT MRI coi đánh giá cái tuyến thượng thận phải không, tuyến tủy thượng thận đó. Những trường hợp này thì chúng tôi cũng gặp một số trường hợp như vậy rồi. À, hẹp eo động mạch chủ phải không, thì cái bệnh này cũng hay gặp, cũng thỉnh thoảng. Thì hẹp eo động mạch chủ thì thường nó hẹp qua cái chỗ mà động mạch cánh tay đầu phải không, cho nên là nó gây ra cái hiện tượng là huyết áp hai bên là đo nó bị chênh nhau nhé. Thì mỗi lần tăng huyết áp thì tụi em phải đo hai tay, là vì vậy phải không, huyết áp hai tay nó chênh nhau, thường là chênh nhau trên 20 mm thủy ngân ở huyết áp tối đa phải không. Đây. Và mạch mạch một bên nó yếu bởi vì nó hẹp eo đó rồi thì máu nó dồn về, ví dụ nó hẹp eo ngay sau cái động mạch cánh tay đầu thì huyết áp bên tay tay phải của nó rất là cao 220, trong khi huyết áp bên tay trái của nó thì đo con 160, mà mạch mạch bên tay phải rất là mạnh mà mạch bên tay trái rất là yếu. Thì đấy đấy là những cái dấu hiệu của hẹp eo động mạch chủ phải không. Thì hẹp eo động mạch chủ mình chẩn đoán như nào thì mình cho chụp MSCT phải không, đấy chụp MSCT là nó ra ngay thôi. Bệnh tuyến giáp thì cường giáp nó cũng tăng huyết áp, nhưng mà cái cường giáp thì cái bối cảnh của nó cũng rất chi là dễ chẩn đoán đúng không, rất dễ. Rồi tăng huyết áp thai kỳ thì có nhiều người coi như là huyết áp mà tự nhiên có thai đến cái tháng thứ 20 phải không, từ tháng thứ 20 tự nhiên nghĩa là huyết áp cao đấy, trong khi là trước 20, trước cái tháng 20 á, có nghĩa là sau có thai tháng thứ 5 trở đi thì bắt đầu là nó tăng huyết áp, thì đấy gọi là tăng huyết áp thai kỳ. Như vậy cái thai đấy nó gây tăng huyết áp, nó thẳng vậy luôn, thủ phạm tăng huyết áp chính là cái thai đấy, chưa đẻ ra mà nó đã gây khó khăn cho cha mẹ rồi đấy. Hay Em là thấy tuần tuần 20 như thầy. tuần 20 thì 5 tháng đấy phải không, 5 4 20, tuần 20 thì nãy thầy nói ra, thầy nói tuần 20 chứ. Thầy thì nó hơi nhầm xíu. Chứ còn tháng thứ 20 thì có mà chết rồi đúng không, chắc là nhầm tuần thứ 20 đấy. Cho nên là mà tăng huyết áp thai kỳ thì khi mà đẻ ra thì sau trong trong vòng 6 tháng đầu tiên là huyết áp lập tức là nó trở về bình thường đó, thường là như vậy, cũng có số người nó bị luôn nhưng mà hiếm lắm. Thì nói chung là trong cái 6 tháng đầu tiên khi sau sanh thì cái cơ thể mình là phụ nữ nó vẫn bị chịu ảnh hưởng bởi cái nội tiết tố của cái quá trình có thai. Cho nên là mỗi lần đẻ một đứa con thì nó nhiều vấn đề ghê gớm như vậy, cho nên là để ý thôi nhá. Mấy cô này không biết là chắc là có con hết rồi rồi đấy, như vậy ha. Bây giờ tới triệu đó là như vậy, là tóm lại là gì, cơ chế bệnh sinh của tăng huyết áp thì và các cái nguyên nhân tăng huyết áp thì nãy giờ thầy nói hết rồi đấy, thì tụi em cũng phải ráng mà ghi nhớ những cái cơ bản nhất là cơ chế bệnh sinh, thì những cái cường giao cảm rồi thì tăng tiết hệ renin angiotensin rồi thì đủ thứ chuyện phải nắm nha. Triệu chứng tăng huyết áp thì sao, thì hầu hết là không có triệu chứng gì hết nha, nhớ như thế nha. Tăng huyết áp thì tụi em thấy đấy, bệnh nhân làm gì có tăng triệu chứng máy phải không, lâu lâu mới có vài người, có người chảy máu mũi không? Đấy. Rồi có người huyết áp cao mà 180 trở lên thì nó hay gây đi đai đêm bởi vì nó tăng mức lọc cầu thận, nó gây đai đêm. Thỉnh thoảng có vài người thì nó có đau đầu chóng mặt một chút phải không, hồi hộp đánh trống ngực đấy, chứ còn lại thì hầu hết là không có vấn đề gì nhé. Bây giờ tới cái khâu hỏi bệnh ha, hỏi bệnh á
thì á phải đòi hỏi có một cái kiến thức rất là uyên bác thì mới hỏi tốt được, và một kỹ năng giao tiếp tuyệt vời thì mới hỏi nó mới ra bệnh được. Nhưng mà tụi em có kỹ năng giao tiếp thì cái túi tụi em thì chắc là giao tiếp thì cũng tốt rồi ha. Giao tiếp y khoa thì nó có hơi cao siêu hơn cái giao tiếp ở ngoài đời tí nhá. Hôm nào mà dạy cái bài giao tiếp y khoa trong 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 cái tiền làm sao, tôi sẽ bày cho tụi em cách giao tiếp y khoa. Trước nhất là hỏi bệnh nền đúng không, những cái thuốc ví dụ như đó như trung quy lại là có điều ví dụ hen phế quản thì dùng corticoid phải không đấy, rồi viêm da khớp thì dùng mấy cái nông sét này phải không, viêm cầu thận thì dùng mấy cái thuốc corticoid này nọ phải không, rồi vân vân, rồi thuốc tránh thai, rồi cam tháo, rồi vân vân, những cái thuốc nó cũng tăng cân cả. Rồi chúng ta phải hỏi thêm tổn thương cơ quan đích. Cơ quan đích thì như tôi nói đấy, mắt, não, tim, thận và mạch máu ngoại biên. Thì ví dụ như cơ quan đích thì ở mạch máu ngoại biên chi dưới thì sao? Thì ví dụ như là dấu hiệu đau cách hồi phải không? Đi lại thì nó nhức cái chân nè, rồi thì cái vết thương nó lở loét thì nó lâu lành đúng không? Vết thương mà lở loét lâu lành thì chứng tỏ là sao? Chứng tỏ là cái mạch máu nó cũng hơi kém. Rồi chân thì nó hơi khô phải không? Rồi lông thì rụng hết phải không? Đấy vân vân, thì đó là những cái dấu hiệu của mạch máu ngoại biên đấy. Còn nếu mà mình tim thì sao, thì khó thở gắng sức, rồi thì có những cái cơn khó thở về đêm, rồi thì khó tức ngực khi gắng sức, rồi đấy thì thiếu máu cơ tim đấy, thì là tổn thương cơ quan đích rồi còn gì đúng không. Đấy ngoài ra thì hỏi thêm cái yếu tố nguy cơ tim mạch. Yếu tố nguy cơ tim mạch thì gồm có những gì, thì là ví dụ như là hút thuốc lá này, rồi thì ăn rồi béo phì nè, rồi rồi có rối loạn mỡ trong máu nè, rồi có đái tháo đường vân vân đấy, thì nguy cơ tim mạch. Và có bố mẹ anh chị em ruột thì bị bệnh tim mạch rất là sớm không, đấy đó cũng là nguy cơ tim mạch đấy. Rồi bây giờ sau khi mình hỏi han rồi không, thì hỏi han thì đòi hỏi là phải có thời gian và tụi em phải có một cái kiến thức tổng hợp rồi tụi em hỏi thì nó mới toàn diện được, nhưng mà nhìn chung mới là như thế. Rồi bây giờ tới đo huyết áp đúng, thì cái này là tụi em đã từng học ở y sĩ và tụi em đã từng học mà cái môn điều dưỡng rồi đúng không? Thế thì bây giờ thầy nhắc sơ một cách ngắn gọn thôi. Thì là nghỉ ngơi 5-10 phút, rồi không dùng chất kích thích cà phê, thuốc lá, rượu chè trước 2 giờ, rồi nên cái bao quấn thì phải cái nó phải lơ phải phải 80% trở lên cái chu vi cánh tay. Cái bao bao quấn là cái mà nó bằng nhựa đấy, cái bằng nhựa bên trong á đó. Đấy rồi đó là cái bề rộng của nó thì phải được 40% chứ đừng có ngắn quá phải không, rồi đó là trên cái nếp khiếu á thì 2 cm cỡ đấy, và cái để cái bao quấn huyết áp nó phải ngang tim, mức ngang tim. Nghỉ ngơi trước 30 giây thì mới đo lại lần thứ hai cùng bên đấy, và lấy chỉ số cái bên cao hơn phải không. Đấy, rồi đo thì có thể nằm hoặc ngồi tùy, và mình đo ở tư thế đứng để ở người già và người đái tháo đường thì mình thế mình xác định cái hạ huyết áp tư thế đứng đó, đúng không? Đấy. Chẩn đoán hạ áp tư thế là sao? Bởi vì cái này cũng rất là hay gặp. Có nhiều người nói tôi hay chóng mặt lắm bác sĩ ơi, nhiều lúc tôi đứng dậy tôi chóng mặt lắm. Thì cái này là ở những cái người đái tháo đường và những người già thì rất là hay bị cái này. Đấy cho nên là mình phải đo thì bệnh nhân nằm và đứng dậy trong vòng mà coi như là 3 phút, và nếu mà huyết áp lúc đứng mà nó thấp hơn huyết áp lúc nằm, huyết áp tối đa thì 20 mà huyết áp tối thiểu thì 10, thì lúc đấy gọi là hạ huyết áp tư thế đứng. Thì những cái bệnh nhân mà hạ huyết áp tư thế đứng đó thì do rối loạn thần kinh thực vật thường là như vậy, thì ở những người tiểu đường và những người lớn tuổi nó hay có bị cái vậy, thì mình sẽ có một cái hướng để mình điều trị cho nó phù hợp, mình chọn những cái thuốc cho nó phù hợp nha, chứ không để có nhiều người lớn nó bị té ngã vì cái hạ áp tư thế này, này đúng không? Người ta đứng lên phải người ta té nhào chấn thương sọ não chết luôn vì hạ áp tư thế, cũng có cũng không chừng đấy nhá. Cho nên là lưu ý cái này, bởi vì những người già là nó mình phải đánh giá nguy cơ té ngã không, có nhiều người già bị chết vì té ngã, rất nhiều người bị. Cho nên những người lớn tuổi mà mình những em mà có bố mẹ mà trên 70 tuổi á, thì mình phải có một cái tư vấn, một cái đánh giá nguy cơ té ngã ở người già.
đặc biệt là uống thuốc lung tung dễ bị té ngã lắm nha. Đấy, rồi cho nên là mình phải đánh giá yếu tố nguy cơ té ngã để mình giải quyết cái khâu té ngã. Té ngã nó gây gãy cổ xương đùi rồi nó gây ra nhiều vấn đề. Đặc biệt là hại các tư thế. Thế thì sau khi mình đo huyết áp, mình chẩn đoán huyết áp là thầy vừa dạy thì cách cách chẩn đoán cho nó chính xác rồi đúng không? Nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp nó lằng nhằng, nó làm cho mình chẩn đoán cũng rất dễ sai lầm. Thì nó có những cái thể huyết áp sau đây thì mình nên lưu ý phải đo huyết áp 24 giờ. Huyết áp 24 giờ là một trong những cái huyết áp mà gọi là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán tăng huyết áp. Tuy nhiên thì nó cũng rất là phiền hà. Đeo về 24 tiếng đồng hồ sau quay lại rồi mình phải đọc kết quả rồi này nọ, nó rất là lằng nhằng, tốn thời gian. Rồi ở phòng mạch mà kiểu này thôi chỉ có mà đối to đúng không, tới bệnh nhân nó đeo hiệu máy nó về nhà ngày hôm mai nó tới nữa rồi rất là phiền hà, mà một ngày không biết là đo được mấy ca đó. Cho nên là thường mình bác sĩ mình cũng hay lười. Chứ đúng ra là phải đo cái này thì mới gọi là đúng là huyết áp, gọi là đánh giá huyết áp mới là chuẩn nhá. Thế thì những cái trường hợp nào thì nên đo huyết áp mà 24 giờ? Thì những người mà người tăng huyết áp áo choàng trắng mà tới gặp bác sĩ thì huyết áp rất là cao, mà ở nhà thì huyết áp bình thường. Thì thường những cái đối tượng mà lớn tuổi á, hay bị hơn nha. Chứ trẻ thì lại ít bị cái này. Những cái người nam lớn tuổi thì lại hay bị cái này, hay bị tăng huyết áp áo choàng trắng. Nhiều lúc mình cũng không hiểu tại làm sao mà cái mức độ mà nó lo âu mà khi gặp bác sĩ mà nó lên nó cao trào như thế. Tôi cũng không hiểu nổi được. À không, có nhiều người tôi đi khám, tôi khám bệnh tôi thấy có nhiều người tới tôi khám mà đo huyết áp là 180, 190 luôn. Mà ông về nhà ông đo thì rõ ràng ràng là ông đo là có 130, 120. Tôi không hiểu ông lo lắng kiểu gì mà nó lên như thế. Ừ. Cho nên bởi vậy cho nên nó có những cái câu chuyện là có nhiều ông, có nhiều cái ông già chết trong nhà nghỉ á. Tụi em nghe có những câu chuyện đó chưa? 70 tuổi cụ, một cụ già mới chết trong nhà nghỉ 70 tuổi. Thì có lẽ nhiều lúc nó cũng liên quan đến tăng áp báo chồng trắng đó chứ không đùa. Bạn tăng huyết áp anh đã 160 rồi, anh vô trong nhà nghỉ anh lên tới 250 chẳng hạn. Thì mình cũng đoán vui vậy thôi, nhưng mà nói để hiểu được cái câu chuyện là cái tăng huyết áp trong trắng này có nhiều cái nó cũng cũng buồn cười. Cho nên những cái trường hợp này mình phải nên đo huyết áp coi như là 24 giờ. Đấy. Rồi những có những cái thở này mới là lạ tụi em nè. Tăng huyết áp ẩn giấu nó gọi là mask hypertension. Đấy, có nghĩa là bệnh nhân đến với mình thì huyết áp đo rất là bình thường. 120 trên 80 rất là đẹp. Nhưng mà về nhà đo thì huyết áp 160, 170. Nó gọi là tăng huyết áp ẩn giấu. Thì cái này nó cái này tôi cũng suy nghĩ tôi đau đầu với cái này luôn. Tự nhiên tới mình huyết áp là thấp mà về nhà thì huyết áp là cao, tôi cũng không hiểu nổi tại làm sao nó như thế luôn. Nhưng mà tụi em có các em nào mà giải thích được tại sao nó như thế không? Tăng huyết áp áo choàng trắng thì tôi đã đau đầu, tôi đã suy nghĩ tại sao nó như thế rồi mà thôi cũng còn cho có lý đi. Vì là bệnh nhân lo lắng sợ hãi rồi hồi hộp rồi gặp bác sĩ rất là ngại rồi rất là này nọ gì đấy, đại loại cái tinh thần nó bất ổn đi thì huyết áp nó lên thì thôi cho được. Nhưng mà có những người, những có những người khi mà đến gặp bác sĩ thì huyết áp nó lại giảm. Thì cái này thì mai mốt đi lâm sàng thì có cơ hội tôi sẽ giải thích cho tụi em cho nó cụ thể. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục. Sao em giơ tay phát biểu em Minh Đức phải không? Dạ, em có em nghĩ là có lần em có đo, nhưng mà em nghĩ là cái tăng huyết áp đánh dấu là thường là ở phòng khám mình nó bình thường, nhưng mà về cao có thể cho là nam giới là uống rượu bia thế. Theo em đoán như thế hả? Dạ, Uống về rượu uống bia rượu bia thì thường lúc đến mệt thì đo huyết áp nó còn cao hơn so với lại lúc phòng khám. Thì phòng khám thường thì mình đi khám bệnh thì hầu như không có dùng rượu bia, nhưng mà về nhà thì uống rượu bia ở nam giới thường là bị tăng huyết áp. ừ, rồi cảm ơn em, thì đấy cũng là một ý kiến đó.
Nhưng mà xin thưa với các em là nếu như vậy thì cả thế giới người ta đã nghiên cứu mà chẳng lẽ người ta không không tìm ra được cái chuyện đó. Uống rượu bia thì huyết áp nó có giảm, có nhiều người uống rượu bia huyết áp nó giãn mạch, có nhiều người uống rượu bia nó giãn mạch huyết áp nó giảm, rồi tôi ghi nhận điều đấy có. Nhưng mà nếu như vậy thì quá đơn giản rồi, và người ta nói à thì thế thì người ta mắc gì người ta lại làm cái thế tăng áp ẩn giấu làm gì, người ta kêu là những người có cơ địa uống rượu bia thì huyết áp giảm vậy thôi chứ đâu phải một thế tăng huyết áp đúng không. Theo tôi là thế này thì tôi cũng đoán thôi chứ tôi cũng chưa đọc cái sách nào viết luôn đấy, tôi nói thật với em tôi chưa tìm ra một cuốn sách nào nó giải thích cái cơ chế này hết. Nhưng mà theo tôi thì tôi nghiên cứu huyết áp nhiều năm rồi, cho nên tôi đoán thế này, tức là con người của mình á nó có hai cái trạng thái. Ví dụ như khi em tiếp xúc với cái sự lo âu và sợ hãi hay là một cái gì để căng thẳng đúng không, thì có nhiều người nhịp tim nó rất là nhanh, có nhiều người nhịp tim nó chậm nó ngất xỉu đấy, chuyện đó là hoàn toàn có thật đúng không, có nhiều người đi nhổ răng phát là nhịp tim chậm luôn ngất luôn. Thứ hai em uống rượu bia, có nhiều người uống rượu bia vô cái mặt tái nó co mạch cái mặt xanh lè, còn có nhiều người uống rượu bia vô cái mặt đỏ bừng, như vậy là cũng rượu bia nhưng mà nó có hai trạng thái đúng không. Thế thì cái người mà đến khám huyết áp với mình là nó cũng có hai trạng thái như vậy, thì khi người ta tới với mình người ta gặp bác sĩ người ta rất là lo lắng và sợ hãi, người ta rất là lo, tôi không hiểu lo cái gì nữa nhưng mà đại loại là rất là lo lắng, thì có hai trạng thái. Con người thì hồi hộp, tim đập nhanh, tăng cung lượng tim và co mạch và tăng huyết áp, còn có nhiều người thì nó lại phản ứng ngược lại là nó giãn mạch và nó tụt huyết áp, cho nên huyết áp 180 bây giờ còn 140 đấy, nhớ như thế. Thì đấy là hai trạng thái của một 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 cái đáp ứng với ngoại lai. Nhưng mà con người mình bao giờ nó cũng có những cái đáp ứng với ngoại lai ở hai trạng thái, nó buồn cười như vậy đó tụi em. Đấy, rồi có những người thì huyết áp nó thay đổi sành sạch, nó dao động mà coi như lúc 130 lúc 170 thì tùm lum hết, thì chuyện đấy vẫn có thì buộc phải đo huyết áp 24 giờ nha. Rồi. Đây là một cái kết quả huyết áp 24 giờ mà tôi đã đo cho bệnh nhân đây, đây tôi đo đây, bác sĩ Huân đo đây, ông Vũ Văn Rìm. Đo là năm 2017 không? Ngày 13 tháng tháng 4. Lúc tôi làm cái đề tài tôi nghiên cứu về huyết áp ở bệnh nhân ở bệnh viện tỉnh mình ngày xưa, thì tụi em thấy là nó đo là ban ngày là nó đo tổng số lần đo là 38 lần và thành công là 36 lần, và các cái lần đo này nó có đầy đủ hết, huyết áp tâm thu tâm trường đầy đủ hết bạn, và nó tính cho mình này huyết áp lúc thức là 168 trên 88, lúc ngủ là 154 trên 87 này, lúc ngủ lúc thức này bạn huyết áp 24 giờ là 163 mà trên cho 88, lúc thức là 168, lúc ngủ là 154 trên 87, rồi huyết áp ban ngày và ban đêm nó trên nhau là 8%, huyết áp ban ngày nó phải lớn hơn ban đêm 10% trở lên thì gọi là bình thường, nếu nó dưới 10% thì gọi là huyết áp không trũng, mà huyết áp không trũng là một trong những huyết áp có thể gây nguy hiểm cho cái tổn thương cơ quan đít, tụi em nhớ như thế. Rồi như vậy là cái chỉ số của huyết áp mà 24 giờ nó như vậy nhé, huyết áp ban đêm, huyết áp ban ngày, huyết áp 24 giờ, huyết áp trũng, huyết áp vọt, huyết áp sáng sớm. Các cái chỉ số huyết áp thì tâm thu tâm trường tối thiểu tối đa là đã biết rồi đúng không, và cách huyết áp trung bình mình phải biết thêm huyết áp trung bình nữa nha. Huyết áp trung bình thì huyết áp tối tâm thu mà cộng hai lần tâm trường mà chia cho 3, nếu lớn hơn 110 là tăng mà nhỏ hơn 70 là thấp. Thì người ta tính huyết áp trung bình để làm gì, trong những cái trường hợp mà sốc mà sốc nhiễm trùng hoặc là sốc vân vân các loại sốc phải không, thì cái huyết áp trung bình đấy nó đánh giá cái khả năng tưới máu lên mô cơ quan nó tốt hơn huyết áp tối đa và tối thiểu của em ạ nha. Huyết áp tối đa thì nó tưới máu cơ quan, mà huyết áp tối thiểu thì nó tưới máu lên tim mạch vành phải không, cho nên là người ta tính trung bình huyết áp trung bình để người ta đánh giá cái vấn đề tưới máu lên toàn thân thì nó sẽ chuẩn hơn, đặc biệt là trong cái hồi sức tích cực. Bây giờ tới cái ngưỡng chẩn đoán, bây giờ cái cách đo huyết áp là tụi em biết rồi đúng không, bây giờ tới cái ngưỡng chẩn đoán.
cái ngưỡng chẩn đoán thì huyết áp tại phòng khám thì 140 hoặc và, tụi em phải nhớ chữ hoặc và nhá, có nghĩa là sao biết chưa? Hoặc huyết áp tối đa hoặc huyết áp tối thiểu trên 90 trở lên thì gọi là tăng huyết áp. Cũng có khi và không? Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu là trên huyết áp tối đa 140 trở lên, huyết áp tối thiểu 90 trở lên. Có thể hạ hoặc là và cũng đều được thì gọi là tăng huyết áp. Thì đây là tâm trường của huyết áp tại phòng khám. Còn huyết áp 24 giờ thì như tôi vừa trình bày đấy không? Thì huyết áp 24 giờ 130 trên 80 trở lên thì gọi là tăng ban ngày. Nếu mà tính ban ngày không, đây này tôi ký cho tụi em đây này. Cái đây đây là 24 giờ đây phải không? Đây là ban ngày này, awake awake là thức phải không? Asleep là ngủ đây. Thì đấy. Thì đấy thì nó có ba chỉ số ban ngày. 24 giờ thì như thế. Huyết áp ban đêm 135 trên 85 là tăng, huyết áp ban ngày và ban đêm 120 trên 70 là cũng là coi như tăng huyết áp. Và đo huyết áp tại nhà tính trung bình ra là 335 trên 85 thì cũng coi như là tăng huyết áp. Huyết áp tại nhà thì nó có cái máy đo điện tử đó phải không? Người ta cứ đo thôi, người ta ghi chép lại phải không? Lúc nào cũng 135 trên 85 thì coi như là tăng huyết áp. Đấy. Như vậy đây là cái ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp bằng ba phương pháp: huyết áp 24 giờ, huyết áp phòng khám và huyết áp tại nhà đấy. Thế thì cái triệu chứng cơ năng của tăng huyết áp là hồi nãy nó rồi, đã chủ yếu là cái đau đầu, chảy máu mũi phải không? Và rất là hiếm gặp, chủ yếu là không triệu chứng. Còn triệu chứng thực thể bây giờ là triệu chứng thực thể nhé, thì nó có cái dấu hiệu sơ vữa động mạch và cái dấu hiệu tăng áp thứ phát và dấu hiệu tổn thương cổ đít. Nó có ba cái loại dấu hiệu này thì chúng ta cần phải khai thác và chúng ta cần phải tìm hiểu, chứ không phải đơn giản là một cái tăng huyết áp mà tụi em chỉ đo huyết áp xong rồi em kê đơn liền, thì như thế thì gọi là một cái người không biết gì về tăng huyết áp đúng không? Đấy. Thế thì tổn thương cơ quan đít trước thì mình tổn thương như nào nè? Thứ nhất mạch máu lớn tim não thận và coi như là mạch máu ngoại biên 1 2 3 4 tim não thận mạch máu ngoại biên và mắt hả? Mắt thì người ta chủ yếu là coi võng mạc thôi chứ đúng không? Thì coi mắt là võng là chủ yếu là võng mạc, thì xuất huyết xuất tiết phù gai thị, thì cái này muốn biết là làm gì? Soi soi đáy mắt, chụp võng mạc hoặc là chụp võng mạc hoặc là soi đáy mắt. Nhưng mà tụi em có thấy người ta soi đáy mắt chưa? Soi đáy mắt thì cũng rất đơn giản thôi hả? Nó có một cái kính soi đáy mắt đó, tụi em thấy cái mua kính đó, giống như bác sĩ chuyên khoa mắt người ta hay soi, người ta nhỏ bi lô kẹt pin vô đó cho nó giãn đồng tử đó, người ta soi thôi phải không? Rồi là người ta xem muốn biết cái mạch máu lớn nó có tổn thương thì tụi em coi cái sơ vữa, nên tụi em so coi thử cái mạch máu ở trên 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 đầu thì gồm cái mạch máu nào, ví dụ như động mạch thái dương nó sơ vữa phải không, rồi tới động mạch cảnh phải không, động mạch cảnh nó bị phình nó đập rồi thì nó có âm thối, rồi tới động mạch chủ bụng và động mạch chủ ngực này phải không, nó có cái âm thối phình động mạch chủ ngực chủ bụng dựa vào siêu âm hoặc là dựa vào khám lâm sàng thấy nó có cái âm thối, nó có cái những cái ô phình mình sờ mình thấy nó đập bịch 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 theo nhịp đập phải không, có âm thối hoặc là siêu âm sẽ phát hiện được. Rồi đó là mạch máu ngoại biên chi dưới, mạch máu ngoại biên chi dưới thì dấu hiệu đau cách hồi cơ năng, rồi dấu hiệu thực thể thì có thể là có một cái chỉ số mà mình đánh giá được cái bệnh lý mạch máu ngoại biên chi dưới. Thì không biết là có em nào nhớ nhà bữa dạy cái triệu chứng đó, có một cái chỉ số mà để mà mình đánh giá cái bệnh lý mạch máu ngoại biên chi dưới, cái em nào biết không trả lời luôn nghe xem nào. Nếu xảy là IBI. Đúng rồi, chỉ số IBI là cái chỉ số mà nó gọi là huyết áp cổ chân cánh tay nó nhỏ hơn 0,9 là chứng tỏ là có cái dấu hiệu bệnh lý mạch máu ngoại biên chi dưới. Mà muốn chẩn đoán bệnh lý mạch máu ngoại biên chi dưới thì nó có ngoài cái lâm sàng rồi các thứ ra, nó còn có một cái kỹ thuật đơn giản rẻ tiền là kỹ thuật nào, các em nào biết không trả lời luôn đi. Dạ siêu âm. Đúng rồi, tụi em còn giỏi hơn mấy đứa chính quy chứ, chính quy mà hỏi một trả lời không đúng. Siêu âm là một cái biện pháp để mà chẩn đoán cái bệnh lý mạch máu ngoại biên chi dưới, vừa rẻ tiền mà lại vừa vô hại mà lại ngon lành, mà chẩn đoán tương đối là chính xác nhé. Ấy, còn nếu mà để mà chẩn đoán cho nó cụ thể để mà mình có những cái can thiệp này nọ thì MS là bả, thì cái DSA đó chụp mạch máu cản quang đấy, DSA phải không, hoặc là MS CT cũng được ha, MS CT thì nó cũng thấy rất là tốt. Rồi
Rồi tới tim, tim thì làm sao mình biết được, mình phát hiện được cái biến chứng tổn thương cầu đứt của tim? Mình dựa vào cái phương tiện nào? Về về lâm sàng thì có biểu hiện đau ngực rồi các thứ đúng không? Khó thở, gắng sức vân vân. Còn nếu mà muốn muốn phát hiện dùng cái cận lâm sàng này để phát hiện tim. Thì để tôi hỏi thử em Thu Trinh xem nào. Mời em Thu Trinh. Dạ em nghe thầy. Rồi, ví dụ là bệnh nhân bị tăng huyết áp, bây giờ em muốn biết là cái tim họ có vấn đề gì không, thì ngoài cái vấn đề mà em hỏi là bác có đau ngực không, bác có khó thở gắng sức không, rồi bác có hồi hộp đánh trống ngực không, thì thôi cái đó cũng là một cái hỏi đúng không? Nhưng mà người ta khai, nhưng mà chắc gì là đúng đúng người ta khai, người ta bịa ra làm nào, hoặc là người ta nói lung tung mà làm nào, thế thì mình để chứng minh là người ta có tổn thương tim, tổn thương cơ quan đứt, thì em cho làm những cái xét nghiệm gì, em nói nghe cho nào. Cho làm những cái cận lâm sàng gì. Thưa thầy là theo em là nên cho bệnh nhân làm điện tim. Đúng rồi nhá, mình phải nói những cái rẻ tiền mà đơn giản nhất. Điện tim thì em thấy gì trên điện tim, có thể em thấy được, có thể em thấy được điều gì trên điện tim? Nếu nếu mà tăng huyết áp thì trên điện tim thường nó biểu hiện như nào, em có thể đoán được không? Em không nhớ nữa thầy. Rồi em không nhớ thì tôi hỏi tiếp em thứ hai, em Ngọc Tiếng thế này nào, mời em Ngọc Tiếng. Bệnh nhân tăng huyết áp thì nếu em ghi điện tim thì em thấy điều gì trên điện tim, em đoán thôi, có thể thấy điều gì? Ui giời, thì nó phì đại thắt trái đây, thì huyết áp nó phì đại thắt trái, nó thiếu máu, hoặc là thiếu máu cơ tim, Thấy hoặc là rồi phì cô. đại thắt trái như thôi, như đâu Hôm nay chúng không? ta Ui sẽ học giời, bài đầu tiên thế em không nghĩ là ra. bài hội chứng màng não. Rồi sao được, thế Rồi thì bài cảm thứ ơn hai tụi là em, chúng ta học dù sức sao để thì rối loạn tụi dinh em dưỡng cũng cơ có tinh sở. thần hả, gọi là tinh Thì thần. bài Rồi não, não thì cái tổn thương con rất là tổn thương não thì thường thì có thể là xuất huyết não, rồi có thể là nhồi máu não vân vân hả. Nhưng mà thường thì cơn tăng huyết áp cấp cứu thì nó tổn thương não, là nó hay làm cho cái biểu hiện là phù não, nó gây đau đầu, nôn ói phải không, co giật vân vân. Nhưng mà huyết áp cao mà để mà tổn thương não cấp tính thì coi như là tai biến rồi đấy, thế thì coi như là rất là nặng nề đúng không? Còn những cái tổn thương não mà nó mức độ nó mãn tính mà nó nhẹ nhàng mà có thể phát hiện thì tụi các em nào biết không, ví dụ như tăng huyết áp lâu ngày nó có thể tổn thương não, chứ có chứ, có thể tổn thương não chứ phải không? Ví dụ toàn huyết áp 190 không thì nó đến một ngày nào đó trên não nó có vấn đề, nhưng mà nó không nổi mà nó diễn biến quá nặng nề phải không, thì nó thì chụp thì mình làm gì để mình phát hiện được, các em nào biết không? Giơ tay đi, em nào biết? Thì mình chụp CT đúng không? Chụp MRI, chứ chụp MRI với CT có khi mình chả thấy được. Nếu mà nó tổn thương ở mạch máu nhỏ thì chụp CT không thấy. Chụp MRI thì có thể là tổn thương mạch máu nhỏ của não đúng không? Trời ơi nó dễ ẹt như thế mà. Chứ còn nếu mà nó nặng nề mà nó đau đầu dữ dội, nó nôn ói, nó co giật, nó liệt nửa người thì thôi chứ nói làm gì nữa, thì lúc đó thì coi như chụp ra thì thấy xuất huyết não rồi, nhồi máu não rồi các thứ rồi không? Đấy. Nếu mà thận, nếu mà mình nghi tổn thương thận thì mình cho làm xét nghiệm nước tiểu phải không? Thấy là có tiểu đạm nè, tiểu máu này phải không? Rồi xét nghiệm máu thì thấy suy thận. Thấy ure creatinine nó tăng cao đúng không? Đấy, như vậy là mình chứng tỏ là sao? Chứng tỏ có tổn thương cầu đích. Như vậy muốn biết tổn thương cầu đích thì tụi em phải làm gì? Thì phải coi như là hỏi han, rồi xét nghiệm máu, rồi xét nghiệm nước tiểu, rồi chụp CT MRI phải không? Rồi siêu âm vân vân. Rồi, điện tim. Đấy, tùy cơ bản đích. Rồi như vậy là chúng ta cũng học nửa rồi đấy, bây giờ là chúng ta nghỉ lao, rồi sau đó thì 9:15 là chúng ta lại vào lớp lại nhá. Đúng đến giờ.
Thế thì sau khi mà chúng ta đánh giá cái tổn thương cơ quan đít như thế nào rồi đúng không? Thế thì chúng ta phải đánh giá được cái quá trình sơ vữa động mạch và các yếu tố nguy cơ tim mạch kèm theo, rồi rồi đánh giá dùng các cái xét nghiệm cận lâm sàng để mà đánh giá được các cái nguyên nhân thứ phát, có nghĩa là những nguyên nhân có thể gây bệnh tăng huyết áp. Đấy, thì cái nhiệm vụ của chúng ta là như vậy. Ngoài cái vấn đề đánh giá sơ vữa mạch ra, nó còn đánh giá cái tổn thương cơ quan đít, rồi đánh giá các cái nguyên nhân có thể có. Đấy, thế thì sau khi chúng ta đánh giá tổn thương cơ quan đít rồi thì chúng ta xét nghiệm gồm những xét nghiệm gì này? Ví dụ như chúng ta xét nghiệm huyết đồ thì nói chung thì thường thì người ta làm công thức máu là được rồi, phải không? Công thức máu thì mình đánh giá là trong cái tăng huyết áp là nó có hay thấy những cái gì nè, nó hay có cái hiện tượng là đa hồng cầu đúng không? Ví dụ đa hồng cầu là có nghĩa là hemoglobin và HCT tăng cao đấy, phải không? Hemoglobin trên 18, tỷ lệ hemoglobin trên 18 gram decilit, như vậy là chứng tỏ là đa hồng cầu, phải không? Đa hồng cầu thì có thể gây tăng huyết áp do nó tăng cái độ quánh của máu đúng không? Đấy. Rồi đó là creatinine, xét nghiệm máu này, xét nghiệm máu thì creatinine, creatinine với ure creatinine thì đánh giá cái suy thận, phải không? Nếu mà bệnh nhân suy thận thì đánh giá suy thận cũng là một trong những nguyên nhân gây tăng huyết áp. Đấy. Rồi thì tới đường máu, phải không? Đường máu thì coi thử có tiểu đường kèm theo không, phải không? Đấy. Nếu mà tiểu đường cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ của tim mạch mà, của huyết áp mà, đúng không? Đấy. Rồi tới kali và natri, thì kali và natri này rất là quan trọng ha. Nếu mà kali mà tăng thì chứng tỏ là có dấu hiệu của suy thận cấp chẳng hạn, phải không? Hoặc là kali mà giảm thì coi chừng có khi lại là bị cái hội chứng con đó, phải không? Cái gọi là cường aldosterone đấy. Bản thân aldosterone nó có thể gây giữ muối và tăng thải kali. Cho nên nếu mà bệnh nhân mà cường aldosterone thì nó giữ muối lại thì nó sẽ gây tăng huyết áp và nó làm cho kali máu hơi thấp. Rồi bộ mỡ máu thì chúng ta phải làm để đánh giá được, phải không? Nếu mà có mỡ máu rối loạn kèm theo thì đương nhiên cũng là một yếu tố gây ra gián tiếp trong cái tăng huyết áp. Nó là nguy cơ tim mạch. Rồi men gan. Men gan thì mình làm để mình đánh giá cái quá trình để mình điều trị, phải không? Thế mình men gan mà tăng cao thì việc dùng thuốc thì mình cũng nên xem xét một số cái thuốc nó tăng men gan đấy. Rồi TSH là cái hormone tuyến yên thì nó, nếu mà trong cường giáp và suy giáp thì nó có liên quan. Nếu mà nó tăng thì suy giáp, mà nó giảm thì là cường giáp, đúng không? Đấy. Và suy giáp và cường giáp thì đương nhiên nó cũng có liên quan đến huyết áp, phải không? Bởi vì tuyến giáp là một trong những cái tuyến mà có liên quan đến huyết áp. Rồi acid uric nó phải buộc phải làm. Đây là những cái xét nghiệm mà gọi là phải làm đó nhá, gọi là phải làm. Thì acid uric là một trong những cái thông số mà nó quan trọng trong cái chuyện mà điều trị tăng huyết áp. Nếu mà acid uric mà tăng cao thì sao, thì nó cũng là một cái yếu tố là không chống chỉ định dùng mấy cái thiazid, phải không? Cái lợi tiểu thiazid á, hypothiazid. Thì những cái thuốc mà lợi tiểu thiazid thì chống chỉ định không nên dùng trong cái trường hợp mà tăng acid uric máu. Và acid uric máu thì cũng chính là cái yếu tố nguy cơ tim mạch luôn đó nhá. Ngoài cái vấn đề nó gút, nó có thể gây ra bệnh gút, rồi có thể nó gây ra viêm thận kẽ, suy thận, viêm thận kẽ, rồi nó gây ra sỏi acid uric, sỏi thận, sỏi uric á, rồi nó có thể nó gây ra những cái nguy cơ về tim mạch khác. Đấy, như vậy là acid uric cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng trên bệnh nhân tăng huyết áp, đặc biệt là những cái người mà có thai nhá, những cái phụ nữ có thai 3 tháng cuối mà có tăng huyết áp rồi có những cái triệu chứng về nội khoa thì acid uric cũng là một yếu tố tiên lượng đấy nhá.
những cái bệnh nhân mà đau bụng rồi axit huyết máu cao rồi huyết áp tăng rồi đạm niệu rồi đó, coi chừng là mắc những cái hội chứng ví dụ như hội chứng heo hoặc là hội chứng về về gọi là hepatitis rupture đấy, phải không? Nó gọi là rách bao gan trong trong cái 3 tháng cuối thai kỳ đó, phải không? Ừ. Cho nên là những cái phụ nữ có thai mà có vấn đề về về nội khoa thì cái việc xét nghiệm axit uric là mình cũng là quan trọng trong cái tiên lượng cũng như là chẩn đoán trong cái bệnh lý 3 tháng cuối thai kỳ. Đó. Rồi xét nghiệm nước tiểu thì đương nhiên là cũng rất là quan trọng, mình đánh giá thử nước tiểu có hồng cầu, có protein niệu không, chứng tỏ có tổn thương cơ quan đích là tổn thương thận không? Hoặc là bản thân cái tổn thương bệnh thận nó gây tăng huyết áp đấy, hoặc là tăng huyết áp gây ra biến chứng thận hoặc là bệnh thận gây tăng huyết áp, thì lúc đấy mình tùy cái tình hình mà mình có thể mình biện luận cái này, rồi X quang siêu âm rồi các thứ điện tim để đánh giá tổn thương cơ quan đích, phải không? Đấy. Còn những cái xét nghiệm mà có thể là nên làm nhưng mà cũng có thể không cần làm, nếu tùy tình hình, tùy cái điều kiện hoàn cảnh, rồi tùy cái mức độ thì bác sĩ mình hãy cân nhắc. Thì siêu âm tim và siêu âm động mạch cánh thì có những trường hợp nguy cơ cao thì mình có thể mình cho siêu âm tim và siêu âm động mạch cánh coi có hẹp động mạch cánh không, có phình động mạch cánh không, có xơ vữa mảng xơ vữa không, vân vân, để mình điều trị để nó phòng ngừa cái vấn đề đột quỵ trong tương lai. Soi đáy mắt thì tất nhiên cũng nhiều trường hợp mình phải soi để kiểm tra thử cái biến chứng mắt, phải không? Chỉ số ABI, protein niệu rồi vân vân, phải không? Đấy, thì những cái xét nghiệm nên làm thì nó cân nhắc tùy cái tình huống mà mình có thể làm. Rồi các cái xét nghiệm mở rộng thì nói chung là nó hơi sâu hơn tí nữa, phải không? Thì là nếu mà mình xem xét tùy bệnh nhân mình có thể cho làm thêm, chẳng hạn như là CT, thì nếu bệnh nhân có đau đầu dữ dội rồi nôn ói này nọ thì đương nhiên phải cho chụp CT rồi. Còn MRI thì ví dụ như những cái tình huống bệnh nhân hay có đau đầu chóng mặt rồi hay quên rồi này nọ, phải không? Huyết áp thì cao lâu ngày thì mình nghĩ không biết là liệu có biến chứng về mạch máu não chưa, thì mình cho chụp cái MRI để mình đánh giá thì các cái mạch máu não, phải không? Bởi vì cái MRI này nó đánh giá mạch máu não thì cũng cái mô não cũng rất là tốt ở cái tình huống, ở cái trường hợp mà nó có tổn thương mạch máu nhỏ rồi các thứ đấy, cái mạch MRI này nó xác định rất là tốt. Còn cái CT này thì đương nhiên thì những cái trường hợp xuất huyết nhồi máu rồi rõ thì nó phát hiện, chứ còn những cái tổn thương, một số tổn thương thì nó có thể, nhất là dưới lều não thì có thể là trên CT nó không nhìn thấy. Hẹp động mạch thận thì mình làm nào mình nghi hẹp động mạch thận thì mình cho siêu âm, mà siêu âm vẫn là một cái kỹ thuật rất là rẻ tiền mà này nó đánh giá cũng tương đối là tốt. Nếu mà siêu âm không thấy thì mình nghi ngờ, vẫn nghi ngờ thì mình cho làm MSCT không, đánh giá cái mạch máu thận, hoặc là DSA là một cái kỹ thuật rất là tuyệt vời, phải không? Chụp bơm cảm quang và chụp mạch máu loại hình ở thận thì đương nhiên là kỹ thuật này là, gọi là tiêu chuẩn vàng luôn rồi đấy, phải không? Cao cấp nhất rồi đấy. Rồi u tủy thượng thận thì bệnh nhân mà có cái cơn tăng huyết áp một cách lạ lùng, phải không? Mạch nhanh, huyết áp tăng vọt lên coi như là hồi hộp đánh trống ngực, rồi thì nóng bừng mặt rồi đủ thứ hết, phải không? Thì mình cái này coi chừng là một cái cường tủy thượng thận. Thế thì mình cho xét nghiệm catecholamine nước tiểu nè, không rồi cũng có thể cho chụp CT, không MRI cái bụng. À. Rồi mình nghi cái hội chứng cơ sin thì mình cho xét nghiệm cortisone niệu, nghiệm pháp ức chế dexamethasone đấy, không mình lấy nước tiểu mình xét nghiệm cortisone, hoặc là mình cũng có thể làm cortisone máu ở cái thời điểm coi như là ban đêm đấy, để mình đánh giá được cái hội chứng cường thượng thận đó. Tuy nhiên thì cơ sin này thường lâm sàng thì nó cũng rất là điển hình, cho nên là mình khám lâm sàng thì thường mình cũng có thể chẩn đoán được. Bây giờ là chúng ta vào cái phân độ tăng huyết áp thì nó có nhiều cái phân độ, phải không? RNC 6, RNC 7, rồi phân độ của Canada, rồi phân độ của châu Âu, châu Mỹ, rồi đủ thứ chuyện hết. Tuy nhiên thì mình phân độ của Hội tăng huyết áp Việt Nam mình 2015 này thì tôi thấy nó cũng rất là thuận lợi, mà nó đánh giá nó phù hợp với cái người Việt Nam mình hơn.
và cái cách điều trị của cái phong độ này nó sẽ ứng dụng rồi thì nó có vẻ nó phù hợp. Thế thế thì huyết áp tối ưu là đương nhiên tối ưu là dưới 120 trên 80, huyết áp bình thường là 130 đến 185, bình thường cao là 130 đến 139, 85 trên 89. Tăng huyết áp độ 1 là 140 đến 159, huyết áp tối thiểu 90 đến 99 rồi. Đấy, như thế vào. Và tăng huyết áp đơn độc. Huyết áp tâm thu đơn độc thì chỉ có tăng huyết áp tâm thu, mà tâm trương thì không không có tăng. Đấy, ở người những người lớn tuổi mà huyết áp tâm thu tăng mà huyết áp tâm trương không tăng thì nó gây ra một cái hiện tượng gọi là tăng áp lực mạch. Mà tăng áp lực mạch thì đương nhiên là nó sẽ tăng nguy cơ tim mạch đấy nhá. Huyết áp tâm thu với tâm trương mà đã trên quá ở người già thì nó sẽ làm cho cái thời kỳ tâm trương thì máu nó không đủ để mà tưới lên mạch vành, nó dễ gây ra cái đau thắt ngực, rồi nó dễ gây ra các sự cố về về tim mạch. Cho nên là tăng huyết áp tâm thu đơn độc thì cũng là một cái mà không phải là hay gì, đúng không? Đấy. Nhưng mà tóm lại là cái bản này tụi em đọc phát hiểu ngay, không có gì dễ hiểu hả? Không có gì khó hiểu hết. Rồi là các cái loại tăng huyết áp, các cái thể tăng huyết áp tụi em cũng phải nắm phải không? Thì là các cái thể này thì nãy tôi cũng có nói sơ rồi, bây giờ tôi nhắc lại thôi. Tăng huyết áp thực sự có nghĩa là chúng ta chẩn đoán không có gì sai sót. Còn tăng huyết áp áo tròn trắng thì biết rồi phải không? Tăng huyết áp ẩn dấu. Tăng áp tâm thu đơn độc ở người già thì cái độ tâm thu và tâm trương nó trên cao là dự báo nguy cơ tim mạch, có nghĩa là huyết áp tâm thu áp lực mạch là bằng huyết áp tối đa được áp tối thiểu, nếu nó bị trên nhau quá thì là nó cũng là yếu tố nguy cơ tim mạch chứ không phải là hay ho gì. Cho nên là mình có thể mình lượng giá được cái nguy cơ của những người già. Những người đấy thì nó hay tức ngực, hay hay có dấu hiệu tức ngực lắm á. Trên lâm sàng tôi khám tôi thấy như vậy. Rồi có người thì tăng huyết áp tâm trương đơn độc phải không? Đấy, có nhiều người thì huyết áp tâm trương 100 mà huyết áp tối đa là 130. Thì những cái người này á thì mình cũng là một cái thế, thì những người này thì mình điều trị thì mình chọn những cái thuốc nào mà nó hay giảm huyết áp tâm trương đấy. Ví dụ những cái thuốc nào, những cái thuốc mà chạng beta giao cảm mà chạng beta giao cảm mà có cái nó gọi là có yếu tố giao cảm nội tại đấy, thì những cái thuốc nào ví dụ như nebivolol, phải không? Nebivolol rồi thì sertran có nghĩa là nó là ecbutolol đấy, sertran hoặc là nebivolol, thì những cái thuốc đấy uống vô nó cũng có hạ được cái áp tâm trương xuống nha. Đấy. Rồi tới cơn tăng huyết áp cấp cứu. Cơn tăng áp cấp cứu là gì? À, theo tụi em định nghĩa là gì? Là cái cơn tăng huyết áp từ 180 hoặc và 120 trở lên và có tổn thương cơ quan đít cấp tính. Đấy. Thế thì thế nào là tổn thương cơ quan đít cấp tính? Thì cái điều đấy không phải ai cũng có thể chẩn đoán được. Ví dụ như là não thì nó gây ra một cái đau đầu dữ dội, buồn ói, rồi có cái dấu hiệu phù não, đúng không? Có thể chụp CT ra sẽ thấy được phù não hoặc là đau đầu, buồn ói, co giật, liệt nửa người, vân vân. Tim thì có hiện tượng khó thở, tức ngực, ví dụ như phù phổi cấp, rồi suy tim cấp, rồi đau thắt ngực, rồi các thứ phải không, nhồi máu cơ tim, vân vân, phình tắc quai động mạch chủ ngực chẳng hạn. Đấy, đó là cơn tăng áp cấp cứu đấy. Hoặc là ví dụ như ở thận thì xét nghiệm thì có đạm niệu, rồi có hồng cầu niệu, rồi này nọ, có ure creatinine tăng. Nhưng mà trước đấy thì cái thận hoàn toàn bình thường. Đấy, cho nên nhiều lúc mình đâu có biết trước đấy nó bình thường hay không, cho nên là mình chỉ biết hiện tại, cho nên là nó cũng khó chẩn đoán ở cái chỗ đấy. Đấy, thế thì tăng áp cấp cứu là như vậy. Chứ còn có những cái trường hợp mà tăng huyết áp mà không phải cấp cứu nha, nó cũng cũng cơn tăng huyết áp nhưng mà không phải cấp cứu, tụi em phải lưu ý như thế. Thì những cái trường hợp như thế nào là tôi sẽ nói cho tụi em nghe này. Ví dụ như là một cái bệnh nhân bị huyết áp 160, tự nhiên bây giờ gãy gãy chân, bị đi tai nạn, bị gãy cổ xương đùi hay là gãy xương đùi hay là gì đó, phải không? Thì cái sự đau đớn đấy nó làm cho huyết áp lên tới 190 trên 101, ví dụ như thế đi. Thì đấy gọi là tăng huyết áp do đau đớn chứ không phải là tăng huyết áp cấp cứu nhá. Thì mình phải là chữa cái gãy chân gãy tay, người ta phải truyền máu rồi thì nẹp rồi giảm đau rồi cho người ta, chứ không phải là đi 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 đâm đầu vô cái tăng huyết áp cấp cứu nha.
hoặc là ví dụ những cái bệnh nhân mà người ta bị hen suyễn vào người huyết áp người ta bình thường là 150 trên 90, tự nhiên cái làm lên cái cơn hen suyễn phải không, khó thở dữ dội rồi co kéo cơ hô hấp rồi hoảng hốt rồi, đúng không? Thì huyết áp là của em đo là 190 200 trên 120 ví dụ như thế. Phổi thì đầy ran rít ran ngáy ran ẩm rồi coi như là đấy như thế. Thì tụi em lúc đó tụi em không phải là đâm đầu vô mà gọi là tăng huyết áp cấp cứu hay chưa, mà đấy là gọi là hiện tượng hypoxia, có nghĩa là giảm oxy máu nó gây tăng huyết áp. Thì em phải cắm cái đầu vô mà lo chữa cái khó thở người ta phải không, phải dùng corticoid rồi là khi dung rồi diaphiline rồi chỉ đủ thứ chuyện hết phải không, tụi em phải thở oxy oxy tụi em phải giải quyết cái khó thở cho người ta. Thì khi mà cái khó thở nó hết rồi thì lập tức huyết áp nó xuống 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 xuống, ok đừng có đâm đầu vô cái chỗ huyết áp coi chừng nha. Đấy, đấy là tôi nói như thế để tụi em sao để những cái em mà làm lâm sàng á nghe là hiểu liền, và thậm chí có khi là nghe hiểu và coi như là thậm chí là ăn năn hối hận liền, bởi vì trước đây mình đã điều trị tầm bệnh. Cái này tôi làm lâm sàng nhiều năm lắm rồi cho nên tôi rất là kinh nghiệm như này. Đấy nói như thế nha, tức là có nghĩa là mình cũng là tăng huyết áp cấp cứu, nhưng tăng huyết áp nhưng không phải cấp cứu đấy, mà là gọi là tăng huyết áp mà do coi như là gọi là cơn tăng huyết áp nhưng mà không phải cấp cứu, gọi là giả cấp cứu nha. Đấy, có một số trường hợp thế này là tôi gặp lâm sàng nữa này, tức là bệnh nhân nghiện rượu vì một lý do gì đấy, coi như là vợ không cho uống hay sao đấy tôi không biết, nhưng mà không được uống rượu, thế là nó nằm trong hội chứng cai rượu phải không. Bình thường thì huyết áp của anh nó cũng hơi cao một tí rồi, ví dụ 140, 150 gì đấy phải không, thì khi mà anh không cho anh uống rượu rồi 3 4 ngày là anh bức rất khó chịu, anh run tay run chân rồi thậm chí là còn co giật nữa là khác phải không. Thế thì huyết áp lập tức nó lên nó là 190 200, bởi vì anh quá đau khổ vì không có rượu uống đấy, huyết áp nó lên như thế, anh người anh cứ bồn chồn bức rất khó chịu. Huyết áp thì nhịp tim thì 120, huyết áp thì 190 200. Thì khi mà họ đến với mình tụi em chẩn đoán là cơn tăng huyết áp cấp cứu là thôi rồi, tụi em là chẩn đoán tầm bậy rồi nhá. Cái này là chẩn đoán là hội chứng cai rượu trên bệnh nhân tăng huyết huyết áp hoặc là cơn tăng huyết áp gì đấy cũng được, nhưng mà không hề có cái chữ emergency nhá. Đấy, thì những cái trường hợp đấy thì tụi em cho mấy cái thuốc chặn beta để mà nó chữa cái run tay run chân đó, phải không? Chặn beta ví dụ propranolol hay là atenolol này nào phải không, thì nó vừa chữa huyết áp, nó vừa chữa nhịp tim, nó vừa chữa run tay run chân. Rồi tụi em cho mấy cái viên an thần ceosen rồi chống trầm cảm 3 vòng amitriptyline rồi này nọ phải không, rồi cộng với những lời động viên an ủi nữa là bệnh nhân như huyết áp nó xuống 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 và du dễ trở lại ngay, không cần phải dùng cái thuốc cấp cứu tăng huyết áp. Đấy, đấy là tôi nói về cái thể tăng huyết áp cấp cứu nó như thế. Và sau khi tụi em đánh giá các cái thể tăng huyết áp rồi, phải không, biết được các cái thể tăng huyết áp rồi thì tụi em đánh giá nguy cơ tim mạch. Thì nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp thì nó có những nguy cơ gì? Béo phì, đái tháo đường hoặc là rối loạn dung nạp đường huyết, tiền căng thì bị bệnh tim mạch sớm, hút thuốc lá và nam giới. Nam giới thì nguy cơ tim mạch nhất là cái phụ nữ mà chưa có qua cái túi mãn kinh đó, thì phụ nữ cái nguy cơ tim mạch của họ nó có ít hơn nam giới mình nhá. Đấy, phải lưu ý như thế. Rồi bây giờ mình đánh giá nguy cơ tim mạch là nguy cơ theo cái tỷ hội châu Âu để mình sẽ có đưa ra cái phác đồ điều trị phải không? Cái phác đồ điều trị nó có cái đánh giá nguy cơ này. Phải biết đánh giá nguy cơ này thì mới đưa ra phác đồ điều trị được. Cho nên tụi em phải học cái này. Nhưng mà cái này thì cái sự đòi hỏi thuộc thì tôi cũng cũng chẳng ai mà thuộc nói cái này, cho nên thôi tôi cũng chẳng yêu cầu tụi em thuộc làm gì. Và tụi em phải đưa cái này vô trong cái điện thoại của mình phải không, để nếu cần mình làm mình coi phải không. Thế thì bệnh nhân mà có 1 đến 2 yếu tố nguy cơ mà huyết áp thì bình thường cao thì là nguy cơ thấp, nếu 1 đến 2 yếu tố nguy cơ mà tăng huyết áp độ 2 thì là nguy cơ cao. Còn nếu bệnh nhân mà có đái tháo đường mà nếu mà huyết áp độ 1 thì cũng coi như nguy cơ cao. Đấy như thế nhá. Đúng rồi, bệnh tim mạch có triệu chứng của bệnh thận mạng giai đoạn 4 trở lên cộng đai và đái tháo đường kèm tổn thương cơ quan đít hoặc nhiều yếu tố nguy cơ thì coi như mặc dù huyết áp bình thường cao thì cũng coi như nguy cơ rất cao.
bình thường cao là huyết áp tối đa 130 đến 140 đấy, 139 đấy, rồi huyết áp tối thiểu thì 85 cho đến 99 đấy, phải không? Đấy gọi là bình thường cao đấy. Đấy, như vậy tụi em đối chiếu cái này ra là tụi em sẽ biết được cái nguy cơ của bệnh nhân. Đấy, đấy là như vậy là muốn điều trị được là phải đánh giá nguy cơ, mà đánh giá nguy cơ thì biết yếu tố nguy cơ. Rồi xong chưa? Rồi nắm được không? Nắm yếu tố nguy cơ rồi nắm cái giai đoạn bình thường cao, độ 1, độ 2, độ 3 thì để tụi em đối chiếu tụi em đánh giá được cái nguy cơ của bệnh nhân huyết áp. Sau khi đánh giá nguy cơ xong rồi đánh giá tổn thương cơ quan đích của bệnh nhân. Đấy, cái việc này tụi em phải nắm nắm để làm chi, để chuẩn bị sẽ bước vào cái phòng điều trị tụi em sẽ hiểu được. Phải có cái này thì tụi em mới chọn cái phương pháp điều trị nó phù hợp nha. Chứ nếu mà không biết cái này thì đương nhiên tụi em sẽ không biết điều trị như thế nào cho phù hợp hết. Mà tụi em sẽ hạ bút xuống cho theo cái kiểu gọi là giống như mấy cái cô bán thuốc tây ở ngoài nhà thuốc á mà. Cứ lấy đại thuốc cho người ta uống cho chả biết là tại sao phải chọn thuốc nào, phải không? Đây nha. Thì là bệnh nhân phi đại thắt trái là tổn thương còn đến đúng không? Phi đại thắt trái thì mình muốn biết phi đại thắt trái thì mình dựa vào siêu âm tim hoặc điện tim, phải không? Siêu âm tim thì nó đánh giá chỉ số khối thắt trái, phải không? Dày đồng tâm thắt trái vân vân. Đấy. Còn suy tim trái thì sao? Suy tim trái thì khó thở, kịch phát về đêm, khó thở khi nằm. Đấy, hồi hộp đánh trống ngực rồi mồm tim lệch trái. Rồi có tiếng ngựa phi trái vân vân. Rồi bệnh mạch vành thì tụi em biết là phải không? Thầy dạy bệnh mạch vành rồi đó. Loạn nhịp tim. Ngoại tâm thu nhĩ, ngoại tâm thu thất, rung nhĩ vân vân. Đấy, đó là tổn thương của tổn thương cơ quan đích đó. Rồi biến chứng não thì thiếu năng động mạch sông nền, rối loạn chức năng nội mạc, bệnh lý động mạch chủ vân vân. Thế thì mà thiếu năng động mạch sông nền thì mình làm sao mình biết? Siêu âm động mạch sông nền đúng không? Siêu âm động mạch sông nền. Đấy, hoặc là chụp mạch máu động mạch sông nền, chụp MRI, MRA đúng không? Đấy. Rồi biến chứng thận thì mình xét nghiệm nước tiểu có đàm niệu nè, phải không? Rồi siêu âm rồi xét nghiệm máu thì có ure, creatinine tăng cao đấy. Rồi biến chứng mạch máu thì chỉ số IBI, siêu âm mạch máu, phải không? Rồi đeo cách hồi. Biến chứng mắt thì mắt thị lực nó có ảnh hưởng, rồi mình soi đáy mắt thì có xuất huyết, xuất tiết, phù gai thị vân vân. Dấu hiệu bắt chéo, dấu hiệu gùn được các thứ đó, phải không? Đấy. Như vậy là mình hiểu biết như vậy thì để mình chẩn đoán được công thức đích này cũng không có đến nỗi khó khăn lắm. Đấy, như vậy là mình phải biết cái điều đấy để chuẩn bị sẽ sang một cái slide điều trị. Và sau đây là các cái thể tăng huyết áp hay gặp. Thì cái này thì thầy không thể nói hết được, nó hơi dài dòng quá. Thầy chỉ nói những cái mấu chốt thôi. Ví dụ hẹp động mạch thận là sao? Tăng áp thứ phát hẹp động mạch thận thì thường thì huyết áp nó cao mà điều trị nó rất là khó, phải không? Điều trị không kiểm soát được. Tụi em dùng thuốc không ăn thua gì hết á. Dùng thuốc nhưng mà nó không nhúc nhích gì bao nhiêu á, phải không? Nó hạ xuống rất là kém. Mà đặc biệt là em điều trị ức chế men chuyển vô một phát là coi chừng nó suy thận nặng luôn. Đấy. Và thậm chí kali tăng, ure, creatinine nó cứ tăng lên. Và siêu âm thì thận, hai cái thận kích thước của nó không giống nhau, một cái to, một cái nhỏ. Và cái túi bệnh nhân mắc bệnh hẹp động mạch thận thì thường là nhỏ hơn 30 tuổi hoặc là lớn hơn 55 tuổi. Lớn hơn 55 tuổi có nghĩa là sao? Có nghĩa là 54 tuổi thì không thấy huyết áp cao, mà tự nhiên 55 tuổi, 56 tuổi huyết áp cao. Đấy, chứ còn 55 trên 55 tuổi thì huyết áp cao đó là người già, tăng huyết áp là chuyện bình thường. Nhưng mà cái câu này ý nghĩa của nó là 54 tuổi thì không việc gì mà tự nhiên 56 tuổi huyết áp cao. Đấy. Muốn chẩn đoán hẹp động mạch thận thì siêu âm, rồi chụp MRI, rồi chụp CT sang ốc là MSCT á. Đấy, phải không? Chụp động mạch thận bằng máy chụp DNA thì là tiêu chuẩn vàng. Rồi, để mà chẩn đoán, phải không? Điều trị thì đương nhiên là phải đặt stent vân vân, phải không? Rồi, nguyên nhân thứ hai là bệnh lý nhu mô thận. Thì như nãy thầy dạy rồi, phải không? Sơ bệnh lý cầu thận này, rồi bệnh lý nang thận, rồi bệnh lý mô kẽ này, phải không? Sơ có cầu thận. Thì cái cơ chế của bệnh thận thì đương nhiên phải là thông qua renin, angiotensin, aldosterone rồi. Là cái chính đó, phải không? Rồi.
Hội chứng con là cường androstenedione thứ thứ phát, có nghĩa là cái nội tiết tố của vỏ thượng thận nó tăng tiết androstenedione, nó gây ra là giảm kali máu nè, rồi tăng huyết áp, tăng cung lượng tim, rồi hạ kali máu, yếu cơ mệt mỏi. Muốn chẩn đoán được thì mình nhờ cái MRI CT nó phát hiện ra u thượng thận, rồi xét nghiệm nồng độ của androstenedione trong nước tiểu, đúng không? Đây, hội chứng cơ xin thì chủ yếu là mình nhìn thấy bệnh nhân là coi như là có cái dấu hiệu cơ xin, mặt mặt tròn như mặt trăng, rồi béo trung tâm đó, gọi là béo những chỗ mà người ta không thích béo. Đây, béo bụng nè, béo ở cái chỗ cái hàm, cái nặng đó, nó gọi là cổ đó, không đấy, cái cổ phụ nữ mà cái cổ to thì đương nhiên nó không thể đẹp bằng cổ nhỏ đâu, không thế mà nó lại cứ đề cái cổ nó béo và cái bụng, không à, mặt này đỏ như mặt trăng, rồi da thì rạn nứt, rồi rậm lông. Tại sao nó rậm lông? Vì nó cường androstenedione, tức là testosterone ở vỏ thượng thận đấy, tăng tiết cái androgen lên. Đấy, androgen chính là testosterone đấy, không? Rồi. Và muốn chẩn đoán nó thì mình là xét nghiệm cortisol máu, cortisol nước tiểu, đo nồng độ ACTH, không? Rồi sau đó có thể chụp CT và MRI để đánh giá cái cường, cái u thượng thận. U tủy thượng thận thì lâm sàng của nó là sao? Nó hay bồi hồi, tức là mỗi nó có những cái cơn tăng huyết áp, bồi hồi họ đau đầu, hồi hộp, bứt rứt, nhịp tim nhanh, rồi nó co mạch thì da xanh tái, nhưng mà nói chung là nó hồi hộp, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, huyết áp cao, thành cơn cao rất dữ dội, thường là có khi nó cao tới 180, 200, 220 đó. Rồi sau đó thì mình dùng một tí mấy cái thuốc dạng beta giao cảm đấy là nó sẽ đỡ. Và muốn chẩn đoán nó thì đương nhiên thì mình dựa vào lâm sàng và định lượng catecholamine trong nước tiểu, phải không? Rồi, như vậy là gì? Phần huyết áp đó thì chúng tôi đã trình bày cho tụi em như thế là cũng tương đối là kỹ càng. Và nếu mà những gì tôi trình bày mà tụi em nắm hết thì tụi em trở thành một bác sĩ nội khoa, mà có thể nói là cũng ngon lành rồi đó nha. Về trạm y tế cơ sở xã mà xử lý một cái huyết áp thì phải nói là hơi bị tuyệt vời rồi. Đấy, bởi vì cái tăng huyết áp á, thì nó là bệnh rất là gọi là rất chi là phổ thông, phải không? Ai cũng biết, nhưng mà mình là bác sĩ thì mình phải biết cho nó có đầu có đuôi, phải không? Cho nó có ngăn có nắp để mà mình về cái tuyến cơ sở mình giải quyết bệnh nhân huyết áp cho nó ngon lành một tí nha. Cho nên để mình giải quyết theo cái kiểu coi như là của một cái nhân viên mà lâu nay ở trạm y tế xã giải quyết thì có vẻ không ăn thua lắm, đúng không? Đấy, cho nên nãy giờ những cái nội dung tôi truyền đạt tụi em thì nó cũng rất là tương đối là đầy đủ về một cái tăng huyết áp. Thế thì điều trị và điều trị nguyên nhân thì đương nhiên là mình thì dễ rồi, không? Tiền sản giật thì đương nhiên là mình phải điều trị cái tiền sản giật. Sau khi đẻ mà cái điều trị tốt nhất là sau khi đẻ xong rồi đứa con nó ra đời rồi khác thì coi như mọi thứ nó trở về bình thường. Rồi, hội chứng ngưng thở khi ngủ thì điều trị bằng dụng cụ, và cái này thì cũng rất là khó khăn. Điều em biết rồi, hội chứng ngưng thở khi ngủ thì mình điều trị thì nó cũng rất là khó đó, nha. Nó có những cái dụng cụ để mà mình khi ngủ mình đặt vô để cho nó khỏi bị tắc nghẽn đấy. Rồi hẹp eo động mạch chủ thì điều trị sao? Có thể là phẫu thuật, phải không? Takayasu là một cái bệnh miễn dịch, nó cũng gây hẹp eo động mạch chủ, hẹp các cái mạch máu ở lớn, phải không? U tủy thượng thận thì có thể phẫu thuật, phải không? Rồi vân vân. Rồi bây giờ những cái tăng huyết áp và thứ nguyên nguyên phát thì mình điều trị theo cái phác đồ, theo theo cái bản hướng dẫn này đi. Thứ phát thì nó có nguyên nhân thì mình giải quyết theo nguyên nhân. Còn nếu mà không tìm ra nguyên nhân gì thì mình xử lý như này đây. Bệnh nhân có mấy yếu tố nguy cơ tim mạch này, không có yếu tố nguy cơ nào, một đến hai yếu tố, ba yếu tố trở lên, tổn thương cơ quan đít, có tiểu đường hay là như nào để học mình gửi nào. Rồi huyết áp thì bình thường hay là bình thường cao, rồi huyết áp và độ 1, độ 2, độ 3, phải không?
thì đấy mình cứ đối chiếu sang cái này là ra thôi. Ví dụ như là có hai yếu tố nguy cơ tim mạch mà huyết áp là 140/90 thì em điều trị là đây nè, thay đổi lối sống tích cực, kiểm soát yếu tố nguy cơ vài tuần, dùng thuốc nếu không kiểm soát được huyết áp. Thế thì bây giờ tôi phân tích cái điều trị này cho tụi em nghe thử nha. Bây giờ thay đổi lối sống tích cực và kiểm soát huyết áp trong vài tuần. Thay đổi lối sống tích cực là gì? Thì đương nhiên là thay đổi lối sống để sống tích cực. À, đúng là như thế nhé. Chứ thay đổi lối sống tích cực thì hóa ra thành lối sống tiêu cực à. Đúng không? Thay đổi lối sống để được để sống tích cực nha. Sống tích cực là như thế nào là sống tích cực? Bây giờ tôi kiểm tra cái trình độ tụi em thử nghe, bởi vì tụi em là những người cũng đi làm rồi thì cái này là tôi nghĩ chắc là rành hơn tôi. Mời em Phạm Thị Hiền chứ nào. Mời em Phạm Thị Hiền. Dạ em nghe thầy ơi. Thế thì em chọn cái phương pháp thay đổi, một bệnh nhân có một hai yếu tố nguy cơ tim mạch, rồi huyết áp thì 140/90 thì điều trị là mình thay đổi lối sống tích cực, kiểm soát yếu tố nguy cơ vài tuần, dùng thuốc nếu không kiểm soát được huyết áp. Thế thì em thay đổi lối sống là như thế nào, em có thể nói được chút nghe thử chứ nào. Dạ em thưa thầy, thay đổi lối sống là ăn chế độ mà lo ăn mặn tăng cường rau xanh, bên cạnh là rau xanh nữa, bên cạnh hạn chế ăn béo no, với lại cholesterol ạ. Nói thì nó không rõ máy nhỉ. Cái loa em bị nói sao? Cái loa em bị sao? Hả? Cái loa em nó bị giật sao? Chắc là cái máy em máy điếu làm, nhưng mà thầy nói thì em nghe rõ chứ hả? Dạ em nghe nhưng mà thầy không nghe. Nhưng mà thầy không nghe em nói. Em nói thì thầy nghe nó giật, nghe không rõ đây hả? Nhưng mà em sáng giờ nó bị sao? Em sáng giờ nó bị sao? À, nhưng mà thầy nói thì em nghe được hả? Dạ em nghe được ạ. Thôi được rồi, nó giật quá thì thôi đi. Để dạ. Rồi em Minh Đức phát biểu đi xem nào. Dạ thầy là thay đổi lối sống, thay đổi lối sống về ăn uống. Lối sống thì gồm cả gì? Bây giờ thì lối sống thôi, bây giờ tôi hỏi cái tổng quát lối sống thì gồm cả gì? Ăn uống, sinh hoạt. Đúng rồi, phải có ăn uống và sinh hoạt chứ phải không? Thì ăn uống và sinh hoạt chưa đủ. Ừ, nhưng mà thôi cứ nói đi, ăn uống mà thì ăn hơi lạc rồi vậy thôi như sao? Dạ rồi tăng cường rau xanh, trái cây. Đúng rồi. Còn là sinh hoạt thì thường xuyên, nếu mà giảm béo quá thì giảm cân. Rồi được. Dạ. Yeah. Thế là tốt. Và người ta nói là vài tuần thì theo em thì mấy tuần? Dạ cho thầy là hai ba tuần. Đúng rồi, 3 tuần cỡ đấy hả? Cỡ 3 tuần. 3 tuần mà nó không đạt nữa thì mình có thể mình dùng thuốc hả? Tại sao là nó có 3 tuần thì cứ 7/3/21 là tụi em cứ nhớ vậy được nha. Các cụ nói rồi, chúng mày quen nhau 7/3/21 là thôi mà. Cho nên cái 21 ngày nó quan trọng lắm nhé. Còn lý do làm sao lại 21 ngày mà là không phải là khác thì chuyện đó thì khi nào có điều kiện tôi tâm tình sau. Rồi, cảm ơn em nha. Đấy như thế nha, chứ có nghĩa là thay đổi lối sống thì thực tế theo tôi biết là ngoài cái vấn đề sinh hoạt rồi ăn uống ra còn suy nghĩ nữa đấy. Bởi vì con người mà chết người ở cái chỗ suy nghĩ tầm bậy, suy nghĩ tiêu cực. Mặc dù là em sống thì có vẻ tích cực nhưng mà em suy nghĩ tiêu cực thì em đời em vẫn coi như là huyết áp vẫn cao như thường, vẫn chết non như thường nhá. Nhưng mà sách vở của mình thì nó lại không viết kỹ cái này. Thay đổi lối sống là gồm có như thế nhé. Rồi nếu mà trường hợp 3 tuần sau mà không đỡ thì mình dùng là thuốc đấy. Như vậy tóm lại là cái này cứ em đối chiếu cái này, tiểu đường
mà cộng với huyết áp bình thường cao, ví dụ 135 mà trên 85 mà có tiểu đường, thì coi như thay đổi lối sống tích cực để kiểm soát yếu tố nguy cơ cộng với điều trị thuốc. Có nghĩa là điều trị luôn đấy hả? Điều cộng với điều trị thuốc chứ không có cái chuyện là để sau mấy thời gian rồi điều không đỡ thì điều trị, không phải vậy mà điều trị luôn. Đó, như vậy là qua đây thì em hiểu cái ý nghĩa của nó chưa đó. Thế thì cái nguyên tắc này là cái nguyên tắc mà tụi em cứ nắm để mà điều trị bệnh nhân tăng huyết áp. Rồi tới mục tiêu. Mục tiêu thì chứ là cái con số huyết áp, thế thì mục tiêu thì thôi tôi đưa ra cái ngưỡng cần đạt luôn cho nó nhanh phải không? Hiện tăng huyết áp chưa có biến chứng, chưa có tổn thương con đít thì 140/90 trở xuống. Nếu có đái tháo đường bình thường mạng này nọ thì dưới 130/80. Nếu có bệnh mạch vành ổn định và tai biến và thiếu máu não thông qua là TIA đó phải không? Và có phi đại thất trái thì huyết áp 130/80 trở xuống. Rồi thay đổi lối sống thì được, đương nhiên thì tụi em nói rồi đấy. Tránh lạnh đột ngột, rồi bỏ thuốc lá, rồi vận động thể lực, rồi coi như là đủ thứ chuyện hết. Bây giờ chọn thuốc thì nó có 5 nhóm thuốc, tụi em phải thuộc lầu 5 nhóm thuốc cơ bản, ngoài ra nó có nhiều nhóm khác. Nhưng mà tụi em thuộc 5 nhóm thuốc cơ bản là lợi tiểu, thiazid, kiện cân canxi, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, chặn beta giao cảm. Đấy, 5 nhóm thuốc này là hiện nay nó là 5 nhóm thuốc, có thể nói là nó là cũng rất là cơ bản mà chúng ta cần phải học, nắm và sử dụng thanh thạo và thuộc lầu các cái chỉ định và chống chỉ định của nó. Đấy, thì bây giờ tôi giới thiệu những cái nhóm thuốc huyết áp để tụi em biết ha. 5 nhóm thuốc đấy là phải thuộc rồi ha. Thì lợi tiểu là thiazid, thì hiện nay trên thị trường nó có cái loại nào? Nó có sao em? Cái loa thầy hơi bị rè phải không? Nghe được không? Nghe khó nghe. Không, nghe ghê quá thì... em Quỳnh Thư, em Quỳnh Thư phát biểu gì đi, nói đi. Dạ, em Quỳnh Thư thấy dạ, thầy phát biểu này. Hồi nãy em có thầy trả lời rồi. Bây giờ cái loa nghe được chưa? Nếu chưa thì thầy tắt thầy mở lại mới được, làm mấy lần thầy bị bệnh. Nghe được chưa em? Tắt thì mở lại rồi ạ. Vẫn bị rè quá. Rồi, cái này nó vừa hơi. Alo, bây giờ nghe ngon lành chưa tụi em? Nghe tốt chưa? Ngon lành rồi. Rồi, ok. Lợi tiểu thì thiazid là một trong những cái nhóm lợi tiểu mà có thể nói là rất là quan trọng. Vừa rẻ tiền mà vừa coi như là rất là hiệu quả. Hiện nay trên thị trường có cái hai loại thuốc rất là phổ thông, đó là hydrochlorothiazid. Thì nó là cái hypothiazid, nó có 200-300 đồng một viên thôi, 400 đồng một viên thôi, nhưng mà nó rất là hiệu quả. Thứ hai là thầy chưa có màn hình trình chiếu thầy ơi. Màn hình chưa có à? Dạ. Ok chưa? Dạ.
Thì cái hypothyroid và idavamid này là hai thị trường ở hiện nay nó có trên thị trường dùng điều trị huyết áp rất là rẻ tiền mà lại rất là hiệu quả này. Idavamid thì nó có cái tên idavamid luôn, nó 2,5 mg, và nó có một cái loại nó gọi là natrilid á, natrilid là 1,5 mg, còn cái hydrochlorothiazid thì nó có cái biệt dược là hypothyazid, hoặc là mấy cái thuốc ví dụ Covaxin Plus thì nó có 5 mặt trên cho 12,5 gram, 12,5 hydrochlorothiazid á, hoặc là Micardip Plus thì nó có 40 mg trên cho 12,5 hydrochlorothiazid á. Đấy, như vậy là cái thiazid này là nó là một trong những cái thuốc lợi tiểu, lợi tiểu ống lượng xa, và nó có tác dụng hạ huyết áp rất là tốt. Cái hiệu quả của nó là chủ nó thải muối nha, nó thải muối, thì nó thải muối nhiều hơn thải nước, cho nên nó lọc muối ra, cho nên khi mình uống vô thì cái mức độ mà đi 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 tiểu của mình không có cảm nhận là đi tiểu nhiều máy đâu, nó chỉ thải muối là chính, em hiểu không? Đấy, mà trong cơ thể mình thì bao giờ nó cũng dư muối, bởi vì không có ai mà ăn dưới 2 gram muối một ngày được hết, bởi vì ăn như thế này nó dở vô cùng, phải không? Ăn như thế nó lạt lẽo làm sao mà ăn, cho nên là người ta ăn cho nó ngon cái miệng một chút thì muối bao giờ nó cũng dư trên 5 gram hết. Thế thì nó sẽ làm cho huyết áp nó dễ bị kích hoạt cái hệ renin, angiotensin, và corticolamine, cho nên là mình trong cái quá trình điều trị mình có một chút lợi tiểu thải muối mà mình bỏ một chút vô thì nó sẽ điều hòa được cái lượng muối trong cơ thể mình, và huyết áp nó sẽ ổn định bền vững. Chứ còn nếu không có nó thì thường nó cũng gặp khó khăn, thường là như vậy. Cho nên người ta mới có một câu là nếu điều trị tăng huyết áp mà không có lợi tiểu thì giống như đi cầu thang mà không có tay vịn, đó, có ngày nó té nhào đấy. Tuy nhiên thì nó có một số cái chống chỉ định, chẳng hạn như những cái bệnh nhân suy thận nặng quá thì đương nhiên là mình cũng không dùng được, chứ suy thận nhẹ nhẹ thì vẫn được. Thứ hai là những cái bệnh nhân tăng axit uric, phải không? Gút rồi đấy, dùng cái này thì nó có vẻ nó cũng không tốt, nó gây tăng axit uric thì cũng không nên dùng. Và cái hypothyroid này nó có nhiều cái loại lắm, nó còn những cái bệnh nhân loãng xương dùng nó sẽ có phần nào nó cũng làm đỡ nguy cơ loãng xương đấy nha. Nó có một cái cơ chế rất là hay. Và những cái người mà bị sỏi thận, sỏi canxi á, sỏi canxi ví dụ như sỏi canxi ở thận mà nước tiểu nó có nhiều canxi, xét nghiệm nước tiểu có nhiều canxi thì em dùng cái hypothyroid này nó sẽ ngừa cái sỏi tái phát, sỏi canxi tái phát đấy. Cho nên cái lợi tiểu này nó có nhiều cái lợi lắm á, nhưng mà thường thì bác sĩ mình không có hiểu hết, cho nên là có vẻ hơi không không mặn nồng với nó lắm, nhưng mà nó rất là tốt. Thì trong cái chỉ định mà thuốc lợi tiểu thì nó có cái chỉ định, thứ nhất là chỉ định thường quy, cái chỉ định mà được FDA nó công nhận, còn có một cái chỉ định nó gọi là chỉ định off-label. Off-label là cái chỉ định coi như là ngoài cái chỉ định của công ty dược, của cái hãng dược, nó có cái chỉ định riêng của bác sĩ, chỉ định mà chưa được FDA công nhận nhưng mà nó cũng rất là hiệu quả. Đấy, như vậy là thiazid là như thế nhá. Thứ hai là lợi tiểu hoai. Lợi tiểu hoai là cái lợi tiểu mà tụi em hay dùng để tiêm tĩnh mạch rồi các thứ đấy, furosemide rồi đó, là lasix rồi đã, phải không? Thế thì cái lợi tiểu này á thì nó lợi tiểu rất là mạnh, và nó thải nước nhiều hơn muối, cho nên khi mình điều trị á, thì mình bệnh nhân mà phù rồi này nọ, phải không? Bệnh nhân phù tràn dịch đa màng rồi này nọ thì mình tiêm vô phát nó đái ào ào ra thì nó sẽ rút bớt nước, nó thải nước nhiều hơn thải muối, cho nên là không có dùng để điều trị tăng huyết áp, trừ những cái trường hợp suy thận nặng quá bây giờ mình không thể nào mình dùng hypothyroid được nữa thì mình dùng nó cũng được. Trong trường hợp suy thận thì có thể dùng cũng được, nhưng mà nó thải rất là mạnh và nó thời gian nó rất là ngắn, cho nên là ít sử dụng, chỉ có sử dụng một số trường hợp đặc biệt suy thận nặng thôi ha. Rồi lợi tiểu giữ kali thì nó có triamteren rồi amiloride rồi thì spinolactone rồi các thứ vân vân, nhưng mà ở thị trường mình mà nó có cái spinolactone rất là nhiều, nhưng mà cái triamteren ở đây thì nó mắc tiền lắm, mắc tiền
ở thị trường mình nó cũng ít, nó không có không? Thì nó là một cái thuốc kháng aldosterone lợi tiểu ống góp, nó giữ kali, cho nên nó là khi mình dùng nó đấy thì nó hay tăng kali máu. Nếu mà mình dùng nó với ức chế men chuyển thì nó dễ gây tăng kali máu, cho nên là những bệnh nhân suy thận thì mình hơi dè dặt, đừng có mà dùng. Bệnh nhân suy thận mà rõ quá rồi thì nói chung là không nên dùng. Và nó cũng hạ huyết áp rất là tốt đấy. Nếu mà bệnh nhân, những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp kháng trị, tăng huyết áp có vẻ rất là khó điều trị thì mình dùng, mình cho nó vô một chút là nó rất là ok. Hoặc là những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp mà do kháng aldosterone, mà do cường aldosterone trong cái hội chứng Cohn, hoặc là tăng huyết áp mà nó có kali hơi thấp á, thì mình dùng cái này vô rất là ok. Rồi tiếp theo là tới cái nhóm mà tác dụng trên chạng beta giao cảm hoặc là chạng giao cảm thì nó có trung ương và ngoại biên. Thế thì cái nhóm chạng beta giao cảm ngoại biên á thì gồm có atenolol, metoprolol, misoprolol, carvedilol, rồi nebivolol vân vân, đúng không? Thì cái chạng beta và alpha này á thì nó là một trong những cái thuốc cũng là nằm trong cái nhóm điều trị tăng huyết áp, trong năm cái nhóm chính mà tôi vừa trình bày. Còn cái nhóm mà trung ương á, chạng beta, chạng giao cảm mà giao cảm trung ương á thì gồm có rizatriptan rồi là methimdopa. Thì cái nhóm trung ương này á thì những cái thập niên 60 70 á thì đất nước mình còn nghèo á thì người ta dùng cái này rất là nhiều, mà hồi đấy nó chẳng có cái thuốc huyết áp nào đó. Ngoài cái chạng cân canxi là nifedipine, những cái năm mà 80 90 mà người ta chỉ có mỗi cái rizatriptan, methimdopa rồi là am rồi nifedipine thôi, chả có thuốc huyết áp nào hay hơn. Từ thập niên 90 đến nay thì nó ra đời không biết bao nhiêu thuốc huyết áp. Thế thì cái chạng trung ương này hiện nay người ta rất là ít dùng, lý do là sao? Dùng vô nó buồn ngủ, rồi nó lú lẫn, nó ngơ ngơ, rồi nó mệt mỏi rồi các thứ. Tuy nhiên á thì cái methimdopa này á, là nó có một cái nhược, một cái ưu điểm mà coi như là không thằng nào địch nổi, đó là nó dùng cho bệnh nhân có thai rất là tốt. Những bệnh nhân có thai thì chỉ có cái methimdopa này thì nó không có một cái hiệu tác dụng phụ gì hết, dùng rất là an toàn, đúng không, gọi là an toàn. Cho nên là bệnh nhân có thai thì người ta vẫn dùng methimdopa đấy. Tuy nhiên thì sau khi đẻ rồi thì đừng chớ, thì chớ nên dùng cái này. Bệnh nhân mà đẻ rồi thì chớ nên dùng cái này. Sau khi đẻ rồi thì dùng nó, cái này nó làm cho con người mình nó buồn, nó mệt mỏi, nó tinh thần nó hơi xuống cấp. Rồi cái tinh thần có vẻ nó hơi ủ rũ một tí phải không? Cho nên là nó dễ gây ra trầm cảm, đúng không? Đấy nhá. Cho nên phụ nữ có thai để con ra là bắt đầu hay bị trầm cảm lắm. Nó cái lúc chưa để thì hăng lắm, nhưng mà để phát rồi là nó bắt đầu chán đời. Đó, cái tỷ lệ mà phụ nữ trầm cảm sau sanh là nó nhiều lắm á, trên 50% đó tụi em ạ. Từ cái mức độ nhẹ cho đến trung bình cho tới nặng. Đứa nào mà để có con rồi thì hiểu này phải không? Nó nhiều vấn đề, nó stress lắm, rồi nó nhiều thứ lắm, cho nên nó làm cho con người mình dễ bị trầm cảm. Cho nên nếu mà uống cái methimdopa này nó tăng nguy cơ trầm cảm rất là nhiều, cho nên người ta không dùng, không nên dùng. Đấy, như vậy là cái chạng giao cảm trung ương và ngoại biên nó có cái ưu cái nhược điểm như thế. Chạng canxi là một trong những cái thuốc có thể nói là cũng rất là ưa chuộng, và nó hạ huyết áp thì cũng tương đối là tốt, nhưng mà nó có nhiều cái nhược điểm, mà nó có nhiều cái ưu điểm. Tôi nêu cái ưu điểm là thứ nhất là nó rất là tốt cho người già, cái người mà tăng kháng trở mạch máu, sơ cứng mạch đó nha. Thì mấy cái thuốc này nó amlodipine, nifedipine nó rất là tốt cho cái mạch máu người lớn tuổi, phải không? Và thứ hai nữa thì trong cái phẫu thuật á, ví dụ như là mổ xẻ rồi phải không, ví dụ như những bệnh nhân mổ xẻ rồi đấy, thì mình dùng cái amlodipine này á, nifedipine, nói chung chạng canxi này á, thì cái nguy cơ tụt huyết áp nó ít hơn. Bởi vì khi mà em mổ xẻ thì em gây mê rồi có khi nó mất nước phải không, đặt ống dẫn lưu thì nó mất dịch rồi nhiều thứ phải không,
thì em dùng cái amlodipine này á, thì nó có mấy cái lợi sau đây này. Nó ít tụt cái áp hơn cái thằng cấu chế mang chuyển. Thứ hai nữa thì nó không có gây suy thận cấp. Và thứ ba nữa thì nếu mà em dùng cái giảm đau chống viêm menoxet meloxicam chung với cái amlodipine này á, thì nó ít bị suy thận. Còn cái thằng ức chế mang chuyển á là nó dễ tụt huyết áp nếu mà cơ thể mất dịch, bởi vì khi mà mổ xẻ rồi thì nó dễ bị mất nước theo cái đường thứ nhất là mổ xẻ nó mất máu này vào không, rồi thì bệnh nhân thì không ăn uống được, rồi là và dẫn lưu thì dịch dẫn lưu nó chảy ra rồi mình không theo dõi được không, nó dễ bị thiếu dịch. Mà cái ức chế men chuyển này mà nếu mà thiếu dịch mà dùng vô thì nó dễ tụt huyết áp, nó dễ suy thận cấp, tăng kali máu, đủ thứ chuyện hết. Mà chưa kể là cái ức chế men chuyển mà cộng với lại meloxicam nó dễ thúc đẩy suy thận cấp rất là nặng. Bởi vì bản thân cái nông xét nó có thể gây suy thận, cộng với ức chế men chuyển dùng cũng có thể gây suy thận, do nó giãn độc mạch ra cầu thận, nó giảm mức lọc cầu thận, nó gây suy thận. Cho nên ức chế men chuyển mà cộng với nông xét là nó dễ gây suy thận, nhất là trong lúc mổ xẻ. Cho nên tụi em nhớ nha, khi mà mổ xẻ thì mình nên dùng cái chèn cân canxi này thì hay nhất, và người già dùng rất là tốt. Đó là những cái lợi thế của chèn cân canxi. Rồi bây giờ tới ức chế mang chuyển thì enalaprine rồi captopril rồi thì là beridomprin rồi lisinopril gì đủ thứ chuyện hết, thì tụi em cứ học dần dần là nhớ. Ức chế men chuyển nó có cái lợi gì? Thứ nhất là nó chữa được suy tim, cho nên là những bệnh nhân tăng huyết áp mà có suy tim thì ôi giời hời là rất tuyệt vời. Thứ hai nữa thì tăng huyết áp mà có suy thận thì cũng rất là tuyệt vời, bởi vì ức chế men chuyển và ức chế thụ thể nó giảm protein niệu, rồi nó giảm mức lọc, nó giảm áp lực lọc cầu thận, nó bảo vệ cầu thận, nó chống ngừa suy thận. Rồi thì nó có nhiều cái ưu điểm như vậy. Rồi những cái bệnh nhân đai đường thì nó cũng có làm tham gia cái captopril. Enalaprine nó cũng tham gia hạ đường huyết một tí đấy, cho nên khi mình dùng nó vô là nó giảm đường máu thêm một chút nhá, nó có hỗ trợ trong việc giảm đường máu này, nó hay như thế. Cho nên em dùng thuốc ức chế men chuyển mà cộng với thuốc tiểu đường, có nhiều trường hợp nó tụt đường máu luôn là cũng một phần nó cũng là cái enalaprine nó tham gia vào quá trình hạ đường máu một tí đấy. Thế thì trong bệnh nhân đai đường, bệnh nhân suy tim, bệnh nhân bệnh mạch vành, bệnh nhân bệnh thận thì cái việc dùng ức chế men chuyển là việc dùng rất là được khuyến khích. Đấy, nhưng mà cái nhược điểm của nó là gì? Nếu bệnh nhân suy thận nặng thì nó dễ làm cho suy thận thêm. Thứ hai nữa thì dùng nó dễ tăng kali máu. Thứ ba nữa thì dùng chung với mấy cái giảm đau chống viêm thì nó dễ gây ra cái tổn thương thận. Đấy, và nó có một vài cái tác dụng phụ như ho rồi này nọ đấy. Đấy, nhưng mà ức chế men chuyển là cái ưu cái nhược của nó như thế nha. Rồi thế còn là đối với cái thằng mà đưa kháng thụ thể angiotensin 2 thì nó cũng giống với thằng ức chế mang chuyển thôi nhá. Cơ bản tác dụng nó giống, cho nên thôi khỏi cần nói. Rồi giãn mạch trực tiếp hydralazine tham cái thuốc này thì nó có một cái ưu điểm là gì? Nó dùng cho bệnh nhân có thai rất là tốt nha, bệnh nhân có thai thì dùng rất là ok. Đấy. Rồi bây giờ tụi em làm ba cái test này thử coi thử trình độ như thế nào. Cái này thì những câu hỏi này là câu hỏi dễ nha. Bây giờ câu thứ nhất là câu 3 đấy, thì tôi nhờ em Mỹ Ngọc trả lời xem này, đọc đi rồi trả lời. Em Mỹ Ngọc đó rồi. Dạ em nghe thầy. Dấu hiệu tăng lâm sàng nào của tăng huyết áp thường gặp nhất? Tức ngực, đau đầu, hai thái dương, không triệu chứng, khó thở và mờ mắt. Dạ. Biết không? Dạ có A. Câu C là hay gặp nhất nha, không triệu chứng. Rồi tiếp theo, cảm ơn em. Em Mỹ Lệ xem nào. Ôi dạ. Mỹ Lệ câu thứ... Dạ thầy. Dạ thầy. Bệnh... Dạ em chọn câu B thầy. Rồi cảm ơn em, đúng. Rồi Võ Hồng Trí thế nào? Võ Hồng Trí là câu C, câu 3 đấy, câu 2 đấy. Dạ. Võ Hồng Trí đó rồi. Tăng huyết áp gây tổn thương cơ quan đích, các dấu hiệu nào sau đây gọi là tổn thương cơ quan đích ngoại trừ? Dạ thưa thầy là câu E này.
Dì thật trái mà không phải tổn thương cơ quan đít rồi em. Ngoại trừ mà thầy. Bạn nói câu Các E á thầy. câu A là tăng huyết áp có gây tổn thương cơ quan đít, các dấu hiệu nào sau đây gọi là tổn thương cơ quan đít ngoại trừ các bạn. Bạn nói câu E á thầy. Em chọn câu E thầy. À, câu E á. Dạ dạ. À đúng rồi, đúng rồi, câu E thì đúng rồi. TA là tổn là thiếu máu não thông qua ha. Rồi, như vậy là coi như cái bài học đến đây là coi như là chấm hết á. Còn em nào có hỏi han gì không thì tôi sẽ trả lời. Lê Xuân Bách, phải không? Nhớ thầy Lê là Xuân Bách là hỏi gì? Khi mà thầy dạy cái lúc mà thầy nói về cái khám và hỏi bệnh ấy, thầy có nói là trong các dấu hiệu của tổn thương cơ quan đít lúc đó thầy có nói là có khó thở gắng sức ấy, về tim ấy, thì cái lúc đó là nó thầy nói nhầm hay sao thầy? Cái này chả có gì nhầm á. Tụi em do tụi em bởi vậy cho nên là khi mà tụi em không hiểu là tụi em nó khổ vậy. Bây giờ khó thở gắng sức là nó có cái bệnh phổi mạng tính tắc nghẽn, nó có khó thở gắng sức không em? Dạ có. Như thế thì giả sử cái khó thở gắng sức này là do bệnh phổi mạng tính tắc nghẽn thì có phải là do huyết áp không? Đấy, em thấy chưa? Cho nên thầy nói thế này nè. Thầy kêu là muốn đánh giá tổn thương cơ quan đít thì mình phải hỏi han những cái điều sau đây. Hỏi có khó thở gắng sức không? Khó thở gắng sức là có thể là bệnh tim cơ mà, đúng không? Nhưng mà cũng có thể là bệnh phổi. Thế thì bây giờ mình hỏi như thế để mình gom lại rồi mình hỏi khó thở gắng sức rồi mình coi thứ điện tim nó có bất thường không, rồi siêu âm tim nó làm sao thì mình mới biết được bệnh tim chứ. Còn cái câu đáp án đó thì nó lại khác, cho cái đáp án đó là khó thở gắng sức thì chưa chắc đã là bệnh tim. Nhưng mà em xem từ A B C D cái nào cũng có thể tổn thương, dày thật trái là chắc chắn là như đinh rồi. Protein niệu chắc chắn là cái thận có vấn đề rồi. IBI dưới 0,9 là chứng tỏ là mạch máu ngoài biên rồi, TA là chứng tỏ là tổn thương não rồi. Như vậy thì cái thằng khó thở gắng sức này thì có ai dám chắc là nó là do tim hay do phổi? Em có hiểu chưa? Dạ vâng. Đấy, cho nên là tụi em phải hiểu cái bởi cho nên là phải hiểu cái tôi dạy như nào. Nghe, chứ không phải là tôi đâu có nói cái câu nói của tôi là khó thở gắng sức là chắc chắn 100% là do tim. Khi nào tôi nói như thế thì em mới nói là tôi nói không đúng, đúng không? Đấy rồi. Thế em nào có ý kiến gì nữa không nào? Dạ thầy ơi, cho em hỏi cái đoạn mà thầy giảng cái hội chứng con đó thầy. Lúc đầu thầy nói là do cường ăn androsterone tiên phát, nhưng mà hình như thầy chiếu cái slide nãy là cường androsterone thứ phát hay sao đó thầy? Cường androsterone, đấy là cái bệnh gọi là tăng huyết áp thứ phát. Nhưng mà cường androsterone thì thường là cái bệnh nguyên phát, em có hiểu chưa? Đấy thì là một khổ vậy chứ này. Không, nhưng mà em hỏi đó tôi mới biết được tụi em không hiểu chỗ nào. Cái bài đấy là nó là tăng gọi là tăng huyết áp thứ phát, cường androsterone nguyên phát, nó là bệnh tăng huyết áp thứ phát. Nghe chứ không có nhầm lẫn gì đó. Nói chung thì tất nhiên thì lâu lâu cũng có lẫn lộn một tí, nhưng mà cái này thì tôi biết chắc là không có lẫn lộn gì hết. Nghe, cường androsterone nguyên phát thì nó lại là bệnh, nó là một trong những tăng huyết áp thứ phát. Đấy, nó như thế nhá. Em có hiểu thứ phát nguyên phát là gì không? Thứ phát là gì không? Đấy rồi. Nào, có hỏi gì nữa không nè? Bởi vì cái huyết áp này nó cũng nhiều vấn đề lắm đi tụi em. Có hỏi gì thì cứ hỏi thoải mái nhé. Dạ thầy cho em hỏi, trong điều trị tăng huyết áp á thì khi nào thì mình phối hợp hai loại thuốc à? À. Nói chung hôm nay là cái nội dung học thì cũng chưa có phải là đi sâu điều trị phải không? Bệnh lý 3 mới là bệnh lý điều trị. Tuy nhiên thì thầy cũng hỏi thì thầy nói luôn để tụi em nắm luôn. Hiện nay cái xu hướng điều trị tăng huyết áp là phải điều trị kết hợp nhiều thứ thuốc liền ngay từ đầu, kể cả tăng huyết áp độ 1. Bởi vì sao? Bởi vì tăng huyết áp nó có nhiều cái cơ chế, nhiều cái nguyên nhân, nhiều cái yếu tố nó thúc đẩy. Cho nên cái việc tăng huyết áp nếu mình điều trị một thứ thuốc thì cái huyết áp đấy nó không có bền vững, mà có thể nó chỉ tạm thời nó ổn định một thời gian, rồi nó sẽ cơ thể mình nó tự nó tìm cách nó bung huyết áp trở lại. Giống như nói chung huyết áp nó cũng giống như con virus SARS-CoV-2 như vậy.
mình tiêu diệt nó, mình tìm cách mình bóp nó thì nó cũng tìm cách nó biến chủng để nó sống, nó tồn tại. Tại sao mình muốn tồn tại trên trái đất này mà con virus nó cũng muốn tồn tại trên trái đất chứ. Nó đâu có muốn nó diệt vong đâu. Thậm chí cái huyết áp nó cũng vậy, đại loại như thế, tức là khi mà em điều trị huyết áp, tôi ví dụ thế này. Ví dụ như là hiện tượng kháng trở mạch máu, ví dụ như máu nó tưới tạo không đủ cho nên nó tăng tiết renin angiotensin đốt đúng không? Thế thì em dùng cái thuốc giãn mạch ở cầu thận, nó làm cho máu nó tưới lên thận rất là tốt. Thì sau khi máu nó tưới lên thận rất là tốt rồi á, một thời gian thì cái huyết áp nó tự nó biến, nó gây ra hiện tượng tăng tiết catecholamine để nó làm cho nhịp tim nhanh, rồi nó làm cho máu lại tưới đến thận trở lại, nó tìm mọi cách nó chống đối lại mình như vậy. Cho nên khi em điều trị em vừa cái dùng cái thuốc giảm động mạch ra cầu thận là cái thuốc ức chế men chuyển mà giãn mạch, thì em phải dùng thêm một chút lợi tiểu. Chứ nếu em không dùng lợi tiểu thì một thời gian tự nhiên nó tăng hấp thu muối nước, cái cơ thể mình nó lạ kỳ như vậy, nó gây tăng hấp thu muối nước rồi nó làm cho tăng tiết catecholamine, rồi nó làm cho co mạch, nó làm cho thận nó lại nó bù trừ, rồi nó cũng làm huyết áp nó cũng lên lại. Cho nên cái nguyên tắc điều trị tăng huyết áp hiện nay là dù huyết áp cao cỡ nào thì mình cũng nên phối hợp ngay từ đầu luôn, để mà nó đánh vô một lúc coi như giống như nó đánh bao vây, mà nó đánh đầu này, nó đánh đầu kia, nó đánh khắp nơi hết, cho nên là huyết áp không thể đường đỡ được, cho nên cuối cùng huyết áp nó ổn định suốt đời và nó ổn định lâu dài, ổn định 24 tiếng. Đấy đấy là cái cách hiện nay. Nhưng mà thôi, khi nào học cái bài điều trị thì tôi sẽ dạy nó kỹ. Rồi, thế thì em hiểu chưa nào? Có câu hỏi gì nữa? Dạ, cảm ơn thầy ạ. Ừ, đấy. Thôi mà cũng có vẻ muốn hết giờ rồi ha. Thôi thì thầy 10:30 thầy có chút việc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.